Tủ sách Áo Lam xin trân trọng gửi đến quý anh chị Lam Viên bộ audio book sách nói với tựa đề Sứ mệnh gia đình Phật tử, tác giả Trường Niên Tâm Lương Nguyễn Minh Hiền tức Lữ Hồ, được ấn bản vào năm 1965 và được tủ sách Phổ Hòa tái xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2019. Kính thưa quý anh chị Lam Viên, tủ sách Áo Lam sẽ bắt đầu ấn bản các tài liệu gia đình Phật tử và kinh sách Phật giáo qua dạng audiobook tức sách nói trên kênh YouTube tủ sách Áo Lam. Xin quý anh chị vui lòng ủng hộ chúng em bằng cách subscribe, like và share bộ sách này đến với mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với lời giới thiệu cho ấn bản năm 2019. Tập khảo luận mà chúng ta đang cầm trên tay, có thể nói, là một trong những tài liệu quan trọng gắn liền với quá trình phát triển sôi nổi nhất của gia đình Phật tử Việt Nam. Ra đời trong cuộc chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ 20, từ đó đến nay, gia đình Phật tử Việt Nam đã song hành và đóng góp vai trò không nhỏ trên quãng đường đầy thăng trầm, biến cố của Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Hay có thể nói một cách không quá lời rằng tổ chức ấy đã trở nên một phần của đạo Pháp và dân tộc. Dẫu vậy, để hiểu một cách đầy đủ và chân xác nhất về một tổ chức với quy mô và ý nghĩa quan trọng như gia đình Phật tử Việt Nam là một điều không hề giản đơn, nhất là trong bối cảnh những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, khi các kênh thông tin chưa phát triển, các đoàn thể, tổ chức thanh thiếu niên này nở sôi nổi. Và cũng trong cùng thời điểm ấy, thế cuộc đang đi vào chỗ rối ren nhất, chiến tranh lan tràn trên sông núi đang ở vào đoạn khốc liệt nhất. Dẫu không thể phác họa một cách trọn vẹn nhất về tổ chức của mình, nhưng Sứ mệnh gia đình Phật tử ra đời vào năm 1965 có thể được coi như một tiếng nói cất lên để xưng danh giữa muôn ngàn sắc thanh hương trong thế thời ly loạn ấy. Hơn 230 trang sách được chia thành 4 chương với nội dung xúc tích đã khái quát được ý nghĩa, bản chất của gia đình Phật tử Việt Nam, một tổ chức mà theo tác giả là đã quá quen thuộc với đồng bào Phật tử nhưng vẫn còn mới mẻ với đồng bào các giới lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau hơn 50 năm kể từ ngày xuất bản, với độ lùi thời gian đủ để nhìn nhận và đánh giá vấn đề, chúng ta có thể thấy rằng vượt lên ý nghĩa, xưng danh, Sứ mệnh gia đình Phật tử Việt Nam còn có thể được coi là một đề cương dẫn đường cho tổ chức này trên con đường phát triển. Ấn bản 2019 của Sứ mệnh gia đình Phật tử Việt Nam ra đời, bên cạnh mong muốn mang trở lại một tư liệu quan trọng, giúp cho người đọc có cái nhìn rõ ràng về gia đình Phật tử Việt Nam, còn nhằm để tri ân tác giả, một trong số những cái tên đã đóng vai trò tích cực và quan trọng vào công cuộc thăng tiến của tổ chức, Trưởng Niên Tâm Lương Nguyễn Minh Hiền, Lữ Hồ. Trong ấn bản lần này, bên cạnh việc sử dụng bản nền được tác giả xuất bản lần đầu năm 1965 tại Sài Gòn và ấn hành bởi Thư Lâm Ấn Thư Quán, ban biên tập đã tiến hành đối chiếu với các ấn bản khác được in lại ở trong nước và hải ngoại về sau này nhằm khôi phục một ấn bản đầy đủ và chân xác nhất với văn bản gốc. Bên cạnh đó, để phù hợp với ngôn ngữ phổ thông ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tiến hành hiệu chỉnh, thống nhất một số cách dùng từ ngữ, cách viết so với văn bản gốc như, Võ Đình Cường thay cho Võ Đình Cường, Gia đình Phật tử thay cho Gia đình Phật tử, Hội Việt Nam Phật giáo thay cho Hội Việt Nam Phật giáo, này thay cho này. Việc hiệu chỉnh này nhằm tạo ra một văn bản nhất quán về nội dung, ngữ pháp nhằm tránh những khó khăn trong việc tiếp nhận của độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ tuổi đa phần xa lạ với cách dùng từ ngữ hơn nửa thế kỷ trước. Trong quá trình thực hiện, ban biên tập chắc chắn không tránh khỏi những bất cần, thiếu sót, rất mong quý độc giả xa gần và các bậc thiện tri thức rộng lòng thứ lỗi. Đồng thời, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý chân thành để những ấn bản kế tiếp có thể tiếp tục được hoàn thiện hơn. Tủ sách Phổ Hòa. Lời giới thiệu. Từ lâu nay trong những buổi lễ Phật giáo hay những công tác xã hội tại thủ đô Sài Gòn và các tỉnh miền Nam thường có sự tham dự tích cực và đông đảo của rất nhiều thanh thiếu niên nam nữ trong sắc phục màu lam. Các báo chí cũng như đài phát thanh, trong khi loan tin thường gọi đó là đoàn thanh niên Phật tử hay hướng đạo Phật giáo. Đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc về phong trào đã có từ 20 năm nay, gia đình Phật tử. Là một tổ chức giáo dục thanh, thiếu, đồng niên Phật tử, gia đình Phật tử đã được thành lập tại Huế từ năm 1942.
bành trướng ra tới Hà Nội, Hải Phòng, Hà Đông, Bắc Ninh từ 1951, vào Sài Gòn và các tỉnh miền Nam, từ 1950. Đối với đồng bào Phật tử thì tổ chức giáo dục thanh niên này đã quá quen thuộc, nhưng với đồng bào các giới tại miền Nam thì vẫn còn mới mẻ. Để giới thiệu với đại chúng một tổ chức giáo dục thanh niên hiện có trên 100.000 đoàn viên, chúng tôi hân hạnh giới thiệu thiên khảo luận về sứ mệnh gia đình Phật tử của người áo lam với quý độc giả. Trong tập này, quý vị sẽ thưởng lãm nhận định khái quát của soạn giả về tổ chức quan trọng nhất trong tổng vụ thanh niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Lữ Hồ, của Tin Còn Một Chút Này. Nguyễn Du, lời nói đầu. Thiên khảo luận này trình bày một lối nhìn tổ chức gia đình Phật tử như một thực tại xã hội. Đặt tổ chức này thành một đối tượng nghiên cứu, chúng tôi mang kỳ vọng nâng cao giá trị của một phong trào giáo dục thanh, thiếu nhi đã phát sinh từ trong một hoàn cảnh nhất định về lịch sử cũng như xã hội, thành một thực thể hợp nhất hiện đã và đang mang nhiều nhiệm vụ chính trị, xã hội, văn hóa và cả kinh tế nữa. Quan niệm rằng một tổ chức muốn tồn tại vững bền, điều kiện tiên quyết là sinh hoạt phải đặt trên những nền tảng lý thuyết cũng như thực hành vững chãi. Gia đình Phật tử có mặt trên đất nước đau thương này đã được ngót 20 năm. 20 năm mang nặng ưu tư dưới máu của dân tộc. Qua những biến cố lịch sử dồn dập, gia đình Phật tử đã trưởng thành trong kinh nghiệm xương máu và nước mắt. Không một ai có tâm thành, có chí hướng lại có thể nhìn tổ chức này như một lớp phù hoa hay một công cụ giai đoạn được. Phải đặt tổ chức này đúng vào vị trí lịch sử và xã hội chính đáng. Thái độ ấy, tâm hướng ấy sẽ bảo đảm cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước một lối thoát trong tình trạng bế tắc và bi đát của cơn khủng hoảng luân lý, xã hội hiện tại. Từ khi nền Phật giáo Việt Nam được thống nhất, bản hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, trong tổng vụ thanh niên đã ghi rõ là có 5 hình thức tổ chức: sinh viên Phật tử, hướng đạo Phật giáo, thanh niên Phật tử, học sinh Phật tử và gia đình Phật tử. Trên căn bản phân phối thành phần, mỗi đoàn thể trên chỉ có thể quy tụ những đoàn viên thuộc giới của mình. Trái lại, gia đình Phật tử là một tổ chức gồm đủ mọi lớp tuổi, mọi đẳng cấp xã hội, mọi giới, mọi nghề. Tất cả những thứ bậc của thế gian đều bị xóa nhòa để dung hợp thành một khối mạnh mẽ. Gia đình Phật tử không căn cứ vào các giá trị thế gian như danh vọng, địa vị, tiền tài để lập thang điểm mà chỉ nhắm một tiêu chuẩn duy nhất là đạo hạnh và khả năng điều khiển. Cho nên trong thành phần huynh trưởng đã có đủ trí thức, thợ thuyền, quân nhân, công chức v.v. Và cấp bậc huynh trưởng được hoạch định rõ ràng, đủ bảo đảm cho một trật tự tất yếu của đoàn thể. Về đoàn sinh, gia đình Phật tử có đủ học sinh, sinh viên, thiếu nhi, nông thôn, lao động. Tất cả mọi lớp người ấy hòa đồng trong màu áo lam, một màu sắc trầm lặng mà sâu sắc tượng trưng cho tinh thần hùng lực nhưng trầm tĩnh của tổ chức này. Một tổ chức gồm thành phần phức tạp như vậy, tự nó không dựa vào một uy quyền nào, không có một tài lực nào mà vẫn lớn mạnh thì lẽ đương nhiên không ai có quyền coi thường được. Hơn nữa, một khi đã tôn trọng mà không đặt thành đối tượng nghiên cứu thì đó là một thiếu sót cơ hồ có thể mang lại nhiều hậu quả không đẹp cho tổ chức và cả cho giáo hội nữa. Trước đây, anh Nguyễn Khắc Từ, một huynh trưởng thâm niên, hiện nay là ủy viên tổ chức và kiểm soát trong Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, có cho xuất bản cuốn Cương yếu Gia đình Phật tử, đã giới thiệu cho đại chúng biết qua về cơ cấu tổ chức của gia đình Phật tử. Cuốn sách ấy đã giúp nhiều cho mọi người trong việc tìm biết. Và cho tới nay, dù số đoàn viên đã lên tới hàng trăm ngàn, chưa kể tới các anh chị em cựu đoàn viên đã phải xa gia đình để đảm nhiệm các trách vụ xã hội, gia đình Phật tử vẫn chưa được đặt thành đối tượng khảo cứu trên quan điểm lịch sử và xã hội. Bởi nhận định ấy, chúng tôi không quản kiến thức hẹp hòi, kinh nghiệm nông cạn, sẽ xin cố gắng đặt thành vấn đề. Còn việc giải đáp tất nhiên là phải trông cậy vào tinh thần xây dựng chung của toàn thể đoàn viên gia đình Phật tử cũng như của các bậc trưởng thượng vốn hằng lưu tâm tới sự sinh tồn của tổ chức. Gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh, thiếu nhi, không phải bằng phương pháp kinh viện hay độc đoán. Đây là một phương pháp thực tiễn chú trọng vào giáo lý, văn nghệ và hoạt động thanh niên xã hội. Muốn đạt được mục đích ấy,
vấn đề lý thuyết căn bản phải được đặt ra. Ta không thể quan niệm một cách dung dị rằng, mỗi khi gia đình Phật tử đã là một tập thể Phật giáo thì nhất nhất phải tuân theo giáo pháp sẵn có và cứ ứng dụng phương pháp cổ truyền. Pháp môn tu học phổ biến nhất trong hàng giáo hội của ta hiện nay là pháp môn tịnh độ. Phương pháp tu chứng này trọng về nội tâm thanh tĩnh, thoát ly ngoại cảnh để tuyệt đối. Đem phương pháp ấy ứng dụng vào việc đào luyện cho cả một tập thể thanh, thiếu nhi hàng mấy chục vạn người là một điều tối ư phiền tạp. Cho nên, cứu cánh dù đã thế, phương thế thực hiện vẫn phải chuyển hóa cho phù hợp với bản chất hiếu động của tuổi trẻ. Hơn nữa, hiện nay không ai còn mê muội tách rời thế nhớ quán của Phật giáo với dân tộc. Người bạn trẻ áo lam hôm nay cùng phụng sự một nhiệm vụ kép tổ quốc và giáo hội. Vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy, hàng ngũ thanh thiếu nhi Phật tử phải được hướng dẫn trên căn bản lý thuyết thích hợp và một chương trình hoạt động thực tế. Lý thuyết vững thì hoạt động mới hữu hiệu, hoạt động mạnh thì lý thuyết thêm chặt chẽ. Và chăng, gia đình Phật tử là một tổ chức kết nạp đủ mọi thành phần xã hội nên ta không thể nhất thời đồng hóa mọi cá nhân ấy thành một mẫu người đồng nhất, một sự đồng nhất không đáng mong ước. Như thế, vấn đề rõ ràng nhất là phải quan niệm khối người ấy là một tập thể xã hội có ý thức chung, một sinh hoạt chung. Qua những cơn dao động lịch sử, khối người ấy tự có một sức mạnh, một sự hy sinh gắn liền với yêu cầu lịch sử và hoàn cảnh xã hội. Do đó, thiên khảo luận sẽ gồm bốn đề mục chính. Phác họa bối cảnh lịch sử xã hội đã tạo cơ hội cho sự hình thành của gia đình Phật tử. Trình bày những nét chính về quá trình phát triển của gia đình Phật tử. Khái lược về hệ thống tổ chức và lãnh đạo hiện nay của gia đình Phật tử. Ý niệm viễn kiến về sự tiến triển của gia đình Phật tử khởi từ hiện tại. Thử bàn về nhiệm vụ lịch sử, xã hội của gia đình Phật tử trong sứ mệnh hộ pháp và cứu quốc. Để cho mộng tưởng trên có thể thành tựu, soạn giả tha thiết mong mỏi được nhận lời giáo huấn của quý anh chị em đoàn viên, quý độc giả hầu cho công việc chung này khỏi bị lãng quên trong hưu quạnh. Và ngay từ bây giờ, chúng tôi thành khẩn ghi ân Thượng Tọa Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh đồng thời là cố vấn giáo lý tiên khởi của gia đình Phật tử và anh Võ Đình Cường, trưởng ban hướng dẫn Trung ương cùng nhiều anh chị huynh trưởng kỳ cựu khác đã giúp nhiều ý kiến và tài liệu xác đáng để viết lên tập này. Hy vọng rồi đây soạn giả còn được lĩnh giáo thêm nhiều lời dạy của các bạn bốn phương. Người áo lam. Sài Gòn 1964. Chương thứ nhất. Phác họa bối cảnh. Lịch sử xã hội. Trong giai đoạn hình thành. Của gia đình Phật tử. Mọi sự bắt đầu từ cuộc đời. Những trạng huống đau thương của nhân sinh bao giờ cũng là căn do gần gũi nhất cho những dòng tư tưởng lớn. Những cơn thức dậy của con người. Nếu không có một thời đông chu loạn lạc thì không bao giờ Trung Hoa có Khổng Tử. Một bờ duyên hải địa chung không chìm ngập trong chiến tranh thảm khốc thì nhân loại không thể có Socrates hay Pythagore. Và nếu Ấn Độ không đớn đau dưới thần quyền, giai cấp thì dòng họ Thích Ca lại thêm một vị minh quân Tất Đạt Đa mà chẳng bao giờ được tắm gội ánh đạo vàng của Đức Phật. Xã hội bao giờ cũng là địa bàn phát sinh biến cố lịch sử. Cho nên, nói về sự hình thành của một phong trào vững mạnh, việc đầu tiên vẫn là nhắc lại quá trình biến chuyển thời đại. Ngày nay, gia đình Phật tử có những đoàn sinh chưa đầy 20 tuổi, nhưng tuổi gia đình đã dày dặn 20. Người đoàn viên hôm nay không thể đi tới ngày mai nếu không gợi lại những ngày qua gian khổ. Gia đình Phật tử ra đời khi đất nước còn đắm chìm trong nô lệ. Tổ chức ta không phải là không nếm hận thăng trầm. 1940, đất nước ba miền chia cắt, vươn dần tới thống nhất. 1946, quân xâm lăng trở lại gieo thảm họa chiến tranh. 1954, thân nước cắt đôi, mầm đau khổ tới nay vẫn còn tiếp diễn. Trong ba giai đoạn lịch sử ấy, gia đình Phật tử đã đào tạo ra và cũng đã bị mất đi biết bao nhiêu người thân yêu ruột thịt. Vậy để hiểu rõ hơn về thân phận của gia đình ta xét tới trước tiên. Y ngắn, biến cố lịch sử. Năm 1940, những cuộc đấu tranh phản đế của nho sĩ đã tàn rụi nhường chỗ cho lớp sống thanh niên. Phan Chu Trinh vừa mất ở miền Nam,
Phan Bội Châu ngậm ngùi nơi bến ngự. Hai vì sao lớn đã tắt thực sự lôi cuốn những tia lửa cuối cùng của thời cũ vào bóng tối. Mùa xuân năm ấy, nước Pháp đã bắt đầu rên xiết dưới gót sắt của Hitler. Đông Dương bơ vơ, quân phiệt Nhật bắt đầu bày cảnh, vẽ tuồng Đại Đông Á. Mặc dù bạc nhược, người Pháp tại đây vẫn chưa chịu nới tay khủng bố bóc lột dân ta. Sau nhiều lần kêu gọi sự trợ giúp của Mỹ không được, Mỹ vẫn giữ chính sách bất can thiệp cố hữu, đợi khi nào có một bên mỏi mệt thì mới tiếp tay và chiếm phần Pháp đã lùi dần trước áp lực của Nhật Bản. Ngày 25 tháng 6 năm 1940 Pháp ký hiệp định đầu hàng Đức Quốc xã. Chính phủ Vichy đòi toàn quyền Ca Chu sang thay. Lúc bấy giờ những tài liệu đấu tranh bí mật do các đảng cách mệnh phổ biến, lòng dân Việt như đám than hồng âm ỉ chỉ trực bùng cháy. Thanh niên nông thôn hướng dần theo cách mệnh, thanh niên đô thị vẫn còn say sưa trong tiếng hát cung đàn. Ngày 30 tháng 8 năm 1940 chính phủ Pháp thừa nhận quyền di chuyển quân binh, chiến cụ của Nhật tại đây. Những việc mặc cả thối tha này làm cho dân Việt bừng tỉnh. Run sợ trước cao trào cách mệnh, Dukoroy tổ chức liên tiếp các cuộc vận động thể thao để lôi cuốn thanh niên. Âm mưu họ không phải hoàn toàn thất bại. Sức hiếu động của thanh niên đã mở nút. Khắp nơi tưng bừng chạy nhảy. Thế nhưng những trò trẻ ấy chỉ lôi cuốn những hạng người nông nổi. Thanh niên có ý thức đều lo âu. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, Nhật chiếm Quảng Đông, Quảng Tây và tấn công quân Pháp tại Đồng Đăng, Lạng Sơn. Trong khi máy bay Nhật oanh tạc Hải Phòng, 800 lính Pháp gục đầu nhường cho 25.000 quân Nhật làm chủ nước này. Trong cảnh hoán nô dịch chủ ấy, đa số thanh niên đô thị vẫn chưa tỉnh mộng. Trước tình cảnh ấy, một số trí thức vội vàng kéo nhau đi học tiếng Nhật để mong thờ chủ mới. Những thất bại liên miên của quân đội đồng minh trước sức tấn công của Nhật đã gieo vào ý thức các nhà cách mệnh của ta một ảo vọng do nho sĩ lưu truyền. Họ mơ tưởng rằng, người Nhật đuổi người da trắng cho các da vàng được độc lập. Thế là một khuynh hướng mới lại bùng lên. Số người ngấm ngầm hợp tác với Nhật ngày một nhiều. Họ tự cho mình là ái quốc, là anh hùng dân tộc trong tương lai. Lúc bấy giờ tại Huế, Hội An Nam Phật Học được thành lập, chùa Từ Đàm đang xây cất dở dang, các buổi thuyết pháp hàng tuần tại chùa Tây Thiên, Trúc Lâm, Tường Vân, Linh Quang do các giảng sư Thích Mật Thể, Thích Mật Khế, cư sĩ Lê Đình Thám đã tạo một đạo tràng sâu rộng trong tầng lớp quan liêu, quý tộc. Phật học viện đào tạo các tăng tài xuất chúng, Thích Chí Quang, Chí Đức, Chí Nhiễm. Phật Pháp lan dần vào đại chúng. Những biến cố trên vang vọng tới thiền môn. Vì ý thức sự lôi cuốn nguy hại của hư danh đối với lớp trẻ nên cư sĩ Tâm Minh với sự hưởng ứng của một số thanh niên Đinh Văn Nam, nay là Thượng tọa Thích Minh Châu, Đinh Văn Vinh, Võ Đình Cường, Ngô Điền, Phạm Hữu Bình, Nguyễn Hữu Quán, Phạm Quy, Lê Bối. Thành lập đoàn Phật học Đức Dục, đồng thời các gia đình Phật hóa phổ tiền thân của gia đình Phật tử Tâm Minh, Tâm Lạc, Thanh Tịnh, Xung Đoàn cũng lần lượt thành lập. Và ngày rằm tháng tư năm ấy được chọn làm ngày lễ chu niên cho tổ chức này. Đến nay, dù đã xa xăm, kẻ viết bài này vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng vĩ cầm, tiếng hát cao vút bài Hải Triều Âm của đạo hữu Bửu Bác nay gọi là Trầm Hương Đốt. Không khí ở đây tách biệt hẳn với mọi đổi thay trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngày vui ấy không dài. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp. Chính phủ Trần Trọng Kim thành lập. Không khí chính trị sôi nổi. Nhưng thật ra chưa mấy ai ý thức rõ ràng được hướng tiến phải về đâu. Sau 6 tháng loanh quanh, đến ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc cách mệnh toàn dân bừng cháy. Biến cố này cơ hồ lật đổ hết mọi truyền thống. Sau 100 năm, kể từ khi những tiếng súng của người Pháp bắn vào Đà Nẵng cách một thế kỷ, lần này lịch sử mới có một cơn biến động vô cùng mãnh liệt như vậy. Người ta hy vọng một sự đổi mới trong vận mệnh, nhưng dư âm dĩ vãng còn đang phân hóa tiềm thức mọi người nên một không khí nghi kỵ, tương tranh lại làm đổ máu và chờ đợi một sự tan vỡ mới. Sau những tuần lễ vàng, những ngày đồng tâm nhịn đói lấy gạo giúp chiến sĩ, mùa đông binh sĩ, và sau Tết độc lập thì ở Lăng Cô,
Dưới chân đèo Hải Vân, núi mây trùng điệp đã lác đác vang lên tiếng súng của kẻ tham tàn. Người ta ngơ ngác không hiểu. Những hầm hố mọc lên, những chướng ngại vật được bày ra, những ngôi nhà lớn bị triệt hạ, ai nấy đều đã bắt đầu hiểu rõ thân phận của người dân nhược tiểu trước tham vọng của đồng minh. Không phải tới bây giờ thân phận Việt Nam mới bị ngoại nhân chi phối. Năm 1945, sau khi trục nước Nhật Ý bị phá vỡ, hội nghị Potsdam rồi Yalta do Churchill, Stalin, Roosevelt nhóm họp đã bàn về chuyện chia đất. Ở ngoài cửa còn lấp ló tưởng giới thạch và De Gaulle. Chỉ một gạch bút chì xanh đỏ, thế giới đã bị cắt ra ba miếng, Đông Âu của Nga, Tây Âu của Anh, Nhật của Mỹ và các mảnh nhỏ thì cận đâu sâu đó. Việt Nam ở trong khu vực giải giới của Trung Hoa và Anh Quốc. Sau mấy tháng gieo giải lối sống bừa bãi của lũ tàn quân Trùng Khánh do Lư Hán, Tiêu Văn Toa dập với Gracie thỏa hiệp cho Pháp thực dân tái chiếm Việt Nam. Thế là chưa vui sum họp đã sầu chia ly, dân Việt phát khởi phong trào kháng chiến. Không mấy chốc, xương sống nước Việt bị chẻ làm đôi, miền quê của dân, miền tỉnh của địch. Bên Ni là chốn hận thù, bên Tê là nơi lao khổ. Ngày là địch, đêm là thù. Năm 1947, một hội nghị các đảng phái quốc gia họp tại Hồng Kông bàn chuyện đưa cựu Hoàng Bảo Đại về làm tân hoàng, lập chính phủ quốc gia do ông quan sáu dân Tây Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng. Những biến chuyển dồn dập từ tản cư tới hồi cư, từ du kích tới tổng phản công. Từ Lai Khê, Nà Sản, Hòa Bình, bụi chiến tranh làm rơi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu xương máu. Nghĩa địa rậm hơn rừng, nhà lao cao hơn núi. Nỗi oan khổ của người dân vô tội không có đại dương nào chứa đựng nổi. Nhưng rồi, chùm nho phẫn nộ tới thời chín muồi tất phải rụng. Chỉ một búng nhẹ, dòng máu đỏ cũng tuôn tràn. Chính trong không khí đau thương ấy đã tái lập tổ chức gia đình Phật Hóa Phổ. Thành phần đoàn Phật học Đức Dục hoàn toàn phân tán. Cư sĩ Tâm Minh đi xa, một số các anh trong đoàn đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Năm 1950, vào một ngày Trung Thu tầm tã, các anh chị em, sau khi ly tán đã tập hợp lại dưới sự hướng dẫn của chú Minh Châu, anh Võ Đình Cường và vài anh chị khác, Tống Hồ Cầm, Phan Cảnh Tuân, Lê Văn Dũng, Văn Đình Hy, Phan Xuân Xanh, Cao Chánh Hữu. Và các chị Hoàng Thị Kim Cúc, Đặng Tống Tịnh Nhơn V.V. Hai gia đình đầu tiên được thành lập, hướng thiện với bác Phan Cảnh Tú thân phụ anh Phan Cảnh Tuân làm gia trưởng. Gia thiện do bác Nguyễn Văn Phiên làm gia trưởng. Thế rồi cao trào lần lượt dâng cao, Trơn Trí, Hương Tử, Hương Đàm rồi nhiều nữa, như một hoa sen vươn cánh nở từ từ khắp đất thần kinh. Một báo hiệu tốt đẹp lại bắt đầu. Ban hướng dẫn Thừa Thiên được thành lập. Tất nhiên không hùng hậu như ngày nay, trưởng ban Võ Đình Cường, phó trưởng ban Hoàng Thị Kim Cúc, thư ký Lê Văn Dũng, ủy viên Phan Cảnh Tuân V.V. Các trại huấn luyện đã bắt đầu mở. Ban hướng dẫn tiên khởi này đã ghi được hai thành công quan trọng. Phát triển gia đình theo tinh thần giáo dục thanh niên và tiến tới việc thống nhất các gia đình Phật tử Trung Nam Bắc. Lúc bấy giờ ở Sài Gòn, anh Tống Hồ Cầm, Nguyễn Văn Thục tổ chức các gia đình Phật tử trực thuộc Hội Phật học Nam Việt, lúc này còn rất nghèo khó ở chùa Phước Hòa. Và ở miền Bắc, các anh Nguyễn Văn Nhã, Lê Văn Lãm, các chị Vũ Thị Định, chị Ni nay đã xuất gia, đã thành lập một số gia đình tại Hà Nội và Hải Phòng. Trong một hoàn cảnh lịch sử bi đát như trên, công cuộc tổ chức thật gian nguy và nặng nhọc. Gian nguy vì trước mắt thực dân, tổ chức thanh niên nào cũng khả nghi, nặng nhọc vì số người có chí hướng ở vùng Tề rất ít. Năm 1950, hội nghị thống nhất đầu tiên được khai diễn tại Từ Đàm và danh hiệu gia đình Phật tử được khai sinh từ đó. Phát sinh từ trong một hoàn cảnh lịch sử đa sự, gia đình Phật tử chưa bao giờ xưng danh là một tổ chức chính trị, mà chỉ là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi theo tinh thần đạo và trẻ. Thế mà, sau khi Điện Biên Phủ thất thủ, hiệp nghị Geneva chia đôi đất nước, gia đình Phật tử bắt đầu nếm những sự đối đãi khốc liệt bởi chính quyền miền Nam. Một số gia đình miền Bắc vào Nam, Minh Tâm theo Hội Việt Nam Phật Giáo và gia đình Giác Minh được thành lập do sự nâng đỡ của Giáo hội Tăng Già Bắc Việt tại miền Nam.
Không ai chối cãi rằng đa số anh chị em Phật tử đã tham gia công cuộc kháng chiến sống trong cảnh nước mất nhà tan nếu không chịu để cho lợi danh lôi cuốn tất phải xả thân cứu nước. Ai oán thay, nếu bọn thực dân trước kia đã giết hại những người kháng chiến vì đó là những kẻ thù không đội trời chung với họ, những người coi thường sinh mệnh cản trở bước xâm lăng. Điều ấy không có gì lạ, có lạ chăng là, trong 9 năm qua, phần lớn huynh trưởng gia đình Phật tử đã bị khủng bố vì tội kháng chiến. Cứu nước là có tội. Thật là một chân lý chớ trêu dưới ánh mặt trời. Người ta đã cố tâm đồng hóa kháng chiến với Cộng sản, kẻ thù duy nhất của chính quyền miền Nam. Và chỉ một câu bình luận, chính quyền suy diễn ngay ra mọi đoàn viên đều chống chính quyền. Vì thành kiến ấy, chính quyền đã đối xử gắt gao với gia đình Phật tử. Anh trưởng ban hướng dẫn toàn quốc bị bắt đến phải tuyệt thực mới được thả. Nhiều huynh trưởng bị chôn sống ở Bình Định, nhiều anh bị đày Côn Đảo, một số khác lại bị ám sát giữa đồng vắng trong đêm tối. Sự khủng bố gắt gao ấy đã không làm cho sự phát triển ở các đô thị chậm lại chút nào mà còn giúp cho gia đình Phật tử nông thôn phát triển mạnh mẽ vô cùng. Có thể nói, ở đâu có bị đàn áp là ở đó có gia đình Phật tử. 9 năm chịu đựng trong gian khổ, gia đình Phật tử có quyền hy vọng một ngày tự do chăng? Trong cuộc đấu tranh chống độc tài vừa qua, những em gục ở đài phát thanh Huế là ai? Đó là đoàn sinh gia đình Phật tử. Những thanh niên bị chôn sống ở Bình Định là ai? Là đoàn sinh gia đình Phật tử. Quách Thị Trang là ai? Là đoàn sinh gia đình Phật tử. Đào Thị Yến Phi tự thiêu ở Nha Trang là ai? Là đoàn trưởng gia đình Phật tử. Và những người còn sống, còn hoạt động, còn bị bôi nhọ, vu khống nhất định sẽ sống đúng truyền thống anh dũng của gia đình Phật tử. Nhắc tới các biến cố lịch sử trên, chúng tôi muốn chứng minh hai yếu điểm. Một, phong trào thực tại phải thỏa mãn nhu cầu lịch sử, xã hội. Muốn hiểu một trào lưu tư tưởng, một thực tại xã hội, cho tới sự hình thành một tổ chức tất phải khảo cứu tường tận tình trạng đại cương của thời đại đã đẻ ra chúng. Chỉ trong tình trạng đại cương đó, ta mới khám phá ra được những lý do cắt nghĩa chúng một cách quyết định. Chính ở đó mới tìm được nguyên nhân sơ thủy quyết định mọi hiện trạng khác. Thời đại cư mang đoàn thể và đoàn thể nào cũng mang nặng thời đại tính. Gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi có đường lối, có lý tưởng, có quy mô tổ chức và huấn luyện, không phải là một hiện tượng ngẫu sinh. Nó đã đáp ứng đúng yêu cầu lịch sử. Chỉ những ai muốn lấy tổ chức này làm một công cụ để tiến thân, để thủ lợi mới thất vọng. Những ai đã chót bị lôi cuốn bởi hư danh mới ngăn chặn hay xuyên tạc vai trò lịch sử và nhiệm vụ xã hội của gia đình Phật tử. Sự thất bại liên tiếp của các tổ chức thanh niên từ trước tới nay đã chứng tỏ sự lầm lẫn giữa chính trị và giáo dục. Giữa chính trị với tín ngưỡng. Nhu yếu chính trị chỉ đáp ứng thành công giai đoạn. Làm chính trị ít ai không sốt ruột. Trái lại, làm giáo dục, nhất là giáo dục thanh niên bao giờ cũng đòi hỏi một phần lý tưởng và sức hy sinh nhẫn nại lâu dài. Ngày nay nhà trường chỉ dạy cho con em trí năng mà không thỏa mãn nổi sự khao khát lý tưởng. Quan niệm đào luyện bằng những huyền thoại lịch sử chỉ gợi thêm nghi kỵ, hoang mang. Đối chiếu giáo điều với ngoại cảnh, đối chiếu trí thức với cuộc đời. Người thanh niên không khỏi tìm thấy sự mâu thuẫn, trái ngược. Trước một biến cố lịch sử, con người chỉ có thái độ lựa chọn hay chối bỏ một chỗ đứng. Trong trường hợp, bỏ thì thương, vương thì nặng, sự lựa chọn phải đi tới một quyết định mới là sáng tạo một chỗ đứng mới nhằm bổ khuyết cho vị trí bơ vơ trên. Qua các biến cố lịch sử đã dẫn chứng ở trên ta thấy ngay, từ thời Pháp thuộc tới Pháp xâm lăng, cho tới tình cảnh hiện tại, gia đình Phật tử đã và sẽ là một địa bàn thích hợp cho những ai muốn gạn đục khơi trong, muốn bảo tồn ánh sáng tâm hồn trong cơn sa đọa của lịch sử. 2. Hoàn cảnh địa lý, xã hội. Gia đình Phật tử phát tích tại Huế, bành trướng mạnh ở miền Trung rồi mới lan ra Bắc và truyền vào Nam. Sự kiện ấy đã hiển nhiên. Nếu thời đại là nhân tố thúc đẩy sự hình thành của gia đình Phật tử thì các sắc thái đặc biệt về địa lý, xã hội chính là nguyên nhân cấu thành sự sai biệt đó. Thêm nữa, hai miền Nam, Bắc tiếp nhận gia đình Phật tử chậm hơn miền Trung tới gần 10 năm và ngày nay phát triển cũng cách xa như vậy.
Địa lý Việt Nam có ba miền thiên nhiên rõ rệt. Hình ảnh nôm na nhất, nói theo nhà giáo, hình thể Việt Nam là chiếc đòn gánh gánh hai thúng thóc. Tuy nhiên, hai thúng thóc ấy quả không nặng nhẹ cân bằng. Thúng lúa Bắc trộn đầy đất, đá. Thúng lúa Nam đầy nước hạt vàng. Nếu có dịp bay lên cao trên miền Trung Châu Bắc Việt, khi nhìn xuống, du khách sẽ thấy những chiếc chậu lớn nằm cạnh nhau. Miệng chậu là những vòng núi đá vôi, Đông Triều, Cao Bắc, Lai Châu, Điện Biên. Đó là những chậu nước nẻ ra sông ngòi chi chít. Hai đường nước lớn là hai nhánh Nhĩ Hà. Dưới đáy chậu, những cuốn sách nhỏ bọc giấy xanh vàng nằm ngổn ngang. Đó là hình ảnh ruộng đồng bị xé nát thành mảnh nhỏ. Giữa đống sách ấy, quây quần những hộp nhỏ, màu xám nhiều hơn màu đỏ, vì nhà gạch ít hơn nhà tranh. Nhà cửa tụ tập thành khóm nhỏ, chung quanh bao bọc một vòng xanh, điểm nhiễm một nét xanh cao vút. Đó chỉ là nhà cửa quây quần thành làng mạc. Chung quanh làng có lũy tre và đầu làng có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lơ lửng vờn quanh. Bắc Việt là miền nông nghiệp mật thận, đất hẹp, người đông. Đời sống cần cù lao khổ. Địa thế ấy, người dân ấy còn bị dày xéo bởi thiên tai, thủy hạn không ngừng. Nói tới lụt lội, vỡ đê, người dân quê miền Bắc thẩn thờ như chết nửa cuộc đời. Chính cuộc tranh sống cam go ấy đã tạo cho người Bắc tính tình khôn ngoan, mẫn tiệp và lớp bần dân cũng đắm chìm trong thói tục khắc khe. Đem đối chiếu sinh hoạt ấy, tâm hồn ấy với nếp sống người dân miền Nam tất phải nhận thấy màu tương phản. Khi ngồi trên phi cơ, bay trên đồng ruộng miền Nam, du khách giàu tưởng tượng sẽ ví mình với một vị tiên đang cưỡi chim đại bàng bay trên chiếc thảm vàng mênh mông vô hạn. Ruộng cỏ bay thẳng cánh no ứ lúa vàng gợi hình ảnh cụ thể của nền nông nghiệp khoáng phát. Đồng ruộng, người thưa, làm ít, lợi nhiều. Lòng dạ người Nam khỏe khoắn vô tư đến có khi hời hợt. Nếu người Bắc khôn ngoan nhờ đau khổ, thì miền Nam no ấm đã tạo cho người dân ở đây một lòng dạ đơn thuần. Sự phân tích trên chỉ nhắm vào đa số, và chỉ có đa số mới biểu thị được đặc tính của mỗi miền. Và nếu bây giờ, du khách vượt qua những vườn cao su xa tắp ra tới miền Trung thì bỗng nhiên thấy mình lạc vào miền đồng khô cỏ cháy. Miền Trung không phải là sa mạc, những núi non trùng điệp, đèo núi treo leo xua đuổi những miếng ruộng khô cằn ra bãi cát dài trên bờ trùng dương dậy sóng. Từ miền Thanh Nghệ Tĩnh mang dư âm của khí hậu miền Bắc qua Bình Trị Thiên, tới Nam Ngãi Định tới các tỉnh Phú, Khánh, Ninh, Bình dư ảnh của miền Nam. Hai vùng Trung Nguyên đã có nhiều nét nhọc nhằn, cơ cực. Vùng Thanh Nghệ Tĩnh là xuất xứ của Nguyễn Du, La Sơn Phu Tử, Phan Bội Châu. Nam Ngãi Định là lò un đúc Chí Sĩ Văn Thân. Giữa cảnh non sông gầy guộc ấy đột nhiên lạc lõng một dải đất hẹp về diện tích nhưng lại lớn tâm hồn thần kinh. Cái vẻ hào hoa phong nhã của người Huế tương phản đậm với nét khắc khổ của người Nghệ hay người Quảng. Mỗi miền của ta đều có một đôi mắt đẹp, Bắc có Hà Nội, Nam có Hà Tiên thì miền Trung có đất thần kinh với núi Ngự Bình trước tròn sau méo, sông An cựu nắng đục mưa trong. Dù đã cố ngoi vào nhiệt độ miền Nam, Huế vẫn thoang thoảng có đủ bốn mùa. Nhưng thật ra, ngoài những đô thị lớn, miền Trung là miền nghèo khổ nhất nước ta. Sống trên đá, trên cát, dưới mưa dầm, bão lụt, người miền Trung cằn cỗi như những cây xương rồng. Mặt ngoài xanh tốt nhưng vẫn có gai, cành lớn, nhánh xây nhưng vẫn chứa đầy nhựa sống. Người Trung sống bằng nội tâm nhiều hơn ngoại cảnh. Bề ngoài trầm tĩnh chứa đựng một tinh thần quật khởi oai hùng. Ta sẽ không mấy ngạc nhiên khi nhận thấy từ khi lập quốc cho tới nay, các vị anh hùng Lam Sơn, Tây Sơn, Văn Thân, Cách Mệnh, đa số đều xuất thân từ dải đất khô cằn này cả. Địa lý ấy, tinh thần ấy, gặp một chế độ hà khắc tất phải phản ứng. Càng bị ức chế phản ứng càng mạnh, do các yếu tố địa lý, nhân văn, kinh tế trên như mồi nhảy, bén lửa chiến tranh thì phát sinh phong trào chống đối. Từ đoàn Phật học Đức Dục tới gia đình Phật Hóa Phổ, về hình thái cũng như đường lối hoạt động cũng là một sự kiện sinh tồn tất yếu cho dân tộc, cho thế hệ trẻ. Trong lịch sử 100 năm kháng Pháp, qua những ngày chinh chiến khốc liệt từ 20 năm nay, đất nước Việt Nam đã ghi những nét nhăn trên lòng đất, lòng người.
Kể về chiến trường thì miền Bắc là nơi xảy ra nhiều trận ác chiến hơn cả. Trong thời kháng chiến, miền Bắc lúc nào cũng là địa bàn đối địch kinh khủng nhất. Chính ở đây đã ghi nhận cái chết của những vị tướng tài của địch. De Lattre de Tassigny và người con duy nhất Bernard, sau khi chiến thắng Đức Quốc xã đã thảm bại ở Việt Nam không khác đại quân Hốt Tất Liệt sau khi tiến chiếm Âu Châu đã phải chạy dài ở Hàm Tử. Không khí loạn ly bao trùm khắp các đô thị. Người Pháp dù đặt trọng tâm ở các vùng tạm chiếm vẫn không thể hoàn thành kế hoạch thôn tính với sự trợ giúp của bọn vong bản. Nhận định rõ rệt nhất ở các vùng tề là đời sống sa đọa trụy lạc. Tính cách bạc nhược ấy biểu thị từ tác phong tham nhũng của bọn thống trị, thái độ hách dịch của ngoại nhân, và nhất là sự bành trướng của loại văn nghệ diễm tình, đọa lạc. Trên quan điểm văn nghệ phục vụ chính trị bằng thể thức tuyên truyền, các người lãnh đạo kháng chiến đã cố gắng gia công, tô điểm ta bằng những nét thật tươi và bôi nhỏ chúng bằng những nét thật bẩn. Cho nên, trong khi ở hậu phương, những bài ca, thi phẩm, văn phẩm khích động tinh thần đấu tranh được phổ biến thì đồng thời những tác phẩm sa đọa cũng được đặt ra ở thị thành. Nếu ở nông thôn người ta phấn khởi vì Người Mẹ Do Linh, Nụ Cười Sơn Cước của Phạm Duy, văn cao thì ở đô thị phồn hoa, khúc Hậu Đình Hoa của Trần Hậu Chúa lại tái diễn qua lời ca Tình Tứ, Đêm Qua Mơ Dáng Em Nâng Cung Đàn Dịu Bao Tiếng Tơ. Ngoặc kép, một hiện tượng nguy hại hơn đã ăn sâu vào tiềm thức đa số thanh thiếu niên lúc bấy giờ là nếp sống buông thả ở các thành thị. Kịp đến khi cuộc kháng chiến chung kết, đất nước chia đôi, tại miền Nam, miền của phóng túng, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ấy. Nếu đọc lại văn học sử, ta nhận thấy rằng trong khoảng năm 1930 đến năm 1940, nhà văn ta đã cổ động say sưa những chiếc môi màu nho tươi, chiếc áo màu hoàng yến, tưởng chừng trên đời này không có gì thiêng liêng hơn, ta chỉ ngậm ngùi vì lúc bấy giờ thanh niên chưa thức tỉnh. Chứ như, sau 20 năm trưởng thành trong khói lửa, lẽ nào nhà văn lại vẫn say sưa đem thứ văn chương nha phiến ấy để du ngủ thanh niên? Văn nghệ là bộ mặt thật của thời đại. Dù cho nhà văn có gán cho tác phẩm mình một thái độ triết lý thì thái độ ấy cũng không được đặt đúng chỗ trong nhu cầu lịch sử, trong sự tồn vong của đất nước đau thương. Gia đình Phật tử, trong chủ trương thành lập, đã và đang nhằm mục đích giải thoát thanh thiếu nhi ra khỏi cạm bẫy của thực trạng xã hội, khỏi sự mê hoặc của tình trạng văn nghệ, học thuật bi đát trên. 3. Thảm họa khủng hoảng luân lý. Thế nhưng, những thảm họa trên chỉ là bèo bọt không đủ làm phai nhạt bản sắc truyền thống tiềm tàng của dân tộc. Cơ sở xã hội Việt Nam xây dựng trên nền tảng kinh tế nông nghiệp, luân lý nho giáo. Biến thái của kinh tế nông nghiệp là chế độ tôn quân, phụ quyền. Chế độ ấy đặt trọng tâm ở nông thôn hơn là thành thị. Từ quan niệm trọng sĩ khinh nông, nho giáo đã phải ứng dụng một khuôn khổ luân lý vô cùng khắc nghiệt. Trai thì tam cương ngũ thường, gái thì tứ đức tam tòng. Nền luân lý ấy dù đã tạo cho đất nước biết bao anh hùng liệt nữ, nhưng đồng thời cũng giết chết tất cả mọi tinh thần phóng khoáng tự do. Nhà nho đã cho tất cả các kinh sách của các tôn giáo khác, các triết thuyết của Bách Gia Chư Tử là ngoại thư. Và cũng do quan niệm hẹp hòi ấy, tổ chức xã hội đặt đơn vị ở làng, một khuôn khổ chứa đầy cố chấp, ích kỷ, hủ tục. Với ý nghĩa tôn quân, nho giáo đã được chính quyền phong kiến đưa lên địa vị độc tôn để dùng làm lợi khí bảo vệ ngai vàng và khống chế mọi nguồn tư tưởng khác. Tuy nhiên ý thức hệ ấy không thỏa mãn được nhu yếu giải thoát của những tinh thần phóng dật. Cho nên, ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy đa số nho sĩ uyên thâm đều nghiên cứu học thuyết vô vi của Lão Trang để giải tỏa những triền phược do luân lý nho gia đem tới. Xét về lý thuyết thì hai học thuyết trên mâu thuẫn đậm. Tính cách đối nghịch quá rõ ràng, không dung hợp được. Chính giữa sự mâu thuẫn ấy, Phật giáo đã thỏa mãn được sự bế tắc. Ở mỗi làng, cái đình chỉ là nơi hội họp của các hương chức. Văn chỉ là nơi thờ cúng riêng biệt của các thầy khóa, thầy đồ, các vị khoa bảng trong làng. Duy chỉ có ngôi chùa là nơi tập trung mọi quy ngưỡng quá khứ cầu siêu, cúng dỗ hiện tại công cuộc trần tế, và tương lai vào hậu của mọi lớp người. Đối với một dân tộc nông nghiệp thì ước vọng tinh thần, siêu hình bao giờ cũng quan trọng hơn vật chất. Trên sự kiện, ta
ta không thể chối bỏ công năng tuyệt diệu ấy của Phật giáo trong ưu thế hòa đồng. Đến khi tiếng súng đồng của Tây Phương xuyên thủng màn, bế môn tỏa cảng, của ta vào cuối thế kỷ trước, đưa vào ngọn gió văn minh cơ giới thì cơ sở tổ chức xã hội xây dựng trên nền tảng nho giáo sụp đổ. Các sử liệu, văn liệu nói về sự thất bại của hàng ngũ nho sĩ tích cực đối kháng đã chứng thực điều đó. Nền luân lý cũ đã sụp đổ. Sụp đổ trong tâm trạng đau xót của người dân mất nước, trong tâm trạng chán trường của nho sĩ, của thế hệ thanh niên vô lý tưởng. Có ai chủ trì rằng có cuộc xung đột giữa hai nền luân lý mới, luân lý cũ trong buổi giao thời thì biên giả xin thưa là đã hơi vội vàng. Thử hỏi, từ cuối thế kỷ 19, từ thời Pháp thuộc tới nay đã có một nền luân lý mới chưa? Phải chăng cái chủ nghĩa quốc gia, do Phạm Quỳnh chấp nhặt các học thuyết luân lý Hy La để phục vụ cho âm mưu, Pháp Việt đề huề, là hệ thống luân lý mới? Phải chăng những tư trào dân chủ do các nho sĩ tiến bộ trong Đông Kinh Nghĩa Thục đề xướng là luân lý mới? Phải chăng, cá nhân chủ nghĩa, thể hiện trong tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn là chân tướng của nền luân lý mới? Và phải chăng các sắc luật bảo vệ luân lý, giải trí lành mạnh, bộ luật gia đình của Ngô Chế là lối mở cho luân lý mới? Phải công nhận, sau nho giáo, ta chưa hề có một nền tảng luân lý mới. Đừng vội tưởng lầm chúng tôi sẽ cổ động cho việc thành lập hội bảo vệ nho giáo. Một nền luân lý đã lỗi thời, đã trái với sinh hoạt xã hội thì không thể tồn tại và cũng không nên phục hưng. Nếu ta quan niệm đạo đức là bản tính thiện của con người muôn nơi, muôn thuở thì đạo đức là ánh sáng của tâm hồn. Ánh sáng ấy có thể bị vô minh che lấp, nhưng nếu được giáo dục, tu hành thì có thể bừng sáng như cũ. Nếu không quan niệm như thế thì sự giác ngộ không thể nào có được. Phật dạy, mỗi người đều có Phật tính. Ta có thể hiểu thêm, Phật tính là đạo đức. Đạo đức là Phật tính. Nếu trong tiềm thức, bản thể không bao hàm chủng tử để tự giác thì sự giác ngộ không thể có được, cũng như ta không thể châm lửa cho cây đèn không dầu. Đạo đức là vĩnh cửu và phổ quát. Trái lại luân lý chỉ là trật tự thiết lập trên nghi lễ, phong tục, tập quán của những thời đại, những xã hội nhất định để thể hiện đạo đức. Chính đó, luân lý Đông, Tây, Kim, Cổ đều khác biệt và có khi chống đối. Một khi nền luân lý đã lỗi thời mà ta vẫn cố gắng, bảo vệ, hay bắt buộc mọi người phải theo là vô hình dung xúi dục người ta sống thời đạo đức giả, phản chân lý. Xã hội Tây Phương Duy Lý, được xây dựng trên biến thái của kinh tế. Kinh tế chỉ đạo mọi biến tướng của xã hội, nền kỹ nghệ cơ giới, nhờ khoa học phát triển đã là nguyên nhân tạo thành cuộc cách mệnh 1789. Tinh thần thực nghiệm chối bỏ mọi thực hữu siêu hình, sự mâu thuẫn giữa nhà thờ với cách mệnh, giữa kinh viện với thực nghiệm thật trầm trọng. Ngày nay, trong khi triết học chủ nghiệm đi dần về duy vật thì nhà thờ cũng phải thay đổi nhiều giáo điều chủ yếu. Thế mà khi sự phục hưng chưa thấy đâu thì thuyết hiện sinh vô thần đã xuất hiện, rồi bỏ mặc cho các nhà văn lợi dụng, biến hóa thành một thứ chủ nghĩa trác táng, bi đát, cô độc. Cuộc khủng hoảng của văn minh Tây Phương hiện đại bắt nguồn từ đó. Ở nước ta, hình thái luân lý biểu thị sự gắn bó của hai nền văn minh Đại Đồng Trung Ấn. Triết học nhập thế nho giáo, xuất thế đạo giáo không còn phù hợp với xã hội hiện tại. Mớ lý thuyết ấy chỉ còn có mỗi một giá trị dĩ vãng. Bây giờ ai cũng thấy rõ luân lý nho giáo đã sụp đổ trong luyến tiếc và thở dài. Nhưng nếu có người bài bác thì lập tức bị chống đối. Tuy nhiên chống đối mà không duy trì nổi là tiêu cực. Bài bác mà không đề nghị được một hệ thống luân lý mới thì cũng chỉ là phá hoại. Công cuộc thiết lập luân lý không dung gì. Giữa luân lý, xã hội và tín ngưỡng có sự liên hệ mật thiết. Nói như Immanuel Kant, luân lý bắt nguồn từ siêu hình. Luân lý phải phù hợp với thực trạng xã hội, phải phản chiếu nhu yếu thời đại, phải thỏa mãn thân phận con người và nhất là phải đúng với chân lý. Như thế chỉ có tôn giáo mới là nền tảng vững vàng của đạo đức, trái với bản tính nhân loại. Luân lý nho giáo há chẳng là bề mặt của đạo Trung Hòa. Luân lý cơ đốc há không dựa vào thuyết định mệnh, vào ơn cứu rỗi. Vậy thì Phật giáo đã có một nền luân lý chăng?
Cơn khủng hoảng trầm trọng nhất của ta hiện tại là thiếu một nền tảng luân lý. Vì thế một khi pháp luật đã thành công cụ của thiểu số, một khi dư luận chưa phân minh, từ trên chí dưới mới tha hồ rông rỡ, mọi tình cảm mới bị đổi trác, mọi lý tưởng mới bị mua bán, mọi nhiệm vụ mới bị chối bỏ một cách thản nhiên. Thế nhưng, cuộc vùng dậy của Phật giáo trong giai đoạn vừa qua đã biểu lộ ánh sáng đạo đức cá nhân đã bừng cháy rực rỡ dưới ngọn đuốc Thích Quảng Đức. Đạo đức tỏ bày, đòi hỏi một hệ thống luân lý để giữ gìn. Gia đình Phật tử, trong tiêu chuẩn giáo dục khi lấy hai tiếng gia đình làm đơn vị sinh hoạt, căn bản đã chối từ nền luân lý lạc hậu và dự tính một con đường. Dựa vào đường lối, tổ chức lý thuyết, sinh hoạt thường xuyên, từ khước hai quan niệm giáo dục xung khắc, lấy cá nhân cải tạo xã hội của Nho giáo theo thứ tự tu, tề, trị, bình hay lật đổ xã hội cố hữu để nặn ra mẫu người mới như chủ trương của phái xã hội chủ nghĩa. Đưa đạo Phật đi vào cuộc đời, tạo một ý thức hệ sâu thẳm cho thần trí và hồn tính dân tộc. Chương thứ hai. Những nét chính. Về quá trình phát triển. Của GDPT. Nội dung. Phát sinh từ hoàn cảnh lịch sử, địa lý, xã hội hỗn loạn và đau thương nói trên. Gia đình Phật tử từ giai đoạn hình thành đã có quy củ, đường lối, tổ chức sinh hoạt nhất định. Sau 20 năm tồn tại, nhờ kinh nghiệm thực tế, tuy có thay đổi đôi chút về điều hành, nhưng cương lĩnh vẫn không bao giờ đi ngược hay vượt ra ngoài những tiêu chuẩn sẵn có. Những tiêu chuẩn cốt yếu ấy đã bao hàm trong những bài diễn văn quan trọng của anh trưởng ban hướng dẫn mà quá trình tổ chức và tranh đấu của gia đình Phật tử gắn liền với tiểu sử của anh. Suốt trong thời gian ban hướng dẫn trung phần hoạt động, khi ở cương vị trưởng ban hướng dẫn trung phần, khi nghỉ việc vì bạo quyền áp bức, nhưng lúc nào cũng là nhân vật chịu trách nhiệm về sự hưng vong của gia đình Phật tử. Trong tổ chức chung, mỗi khi có biến cố, có việc nan giải, chúng tôi đều hỏi ý kiến anh và được anh đưa ra những biện pháp hữu hiệu. 1. Những bài diễn văn mà anh đã đọc trong buổi sơ khai của tổ chức đã được in thành sách vào năm 1956 với nhan đề Đây Gia Đình. Trong phần đầu chương này, biên giả thấy cần phải trích lại những đoạn thiết yếu và vì muốn cho nhất quán, biên giả sẽ xin lược những đoạn mở đầu có tính cách lễ nghi, giai đoạn và đặc thù. Mục đích của GDPT. Mục đích của gia đình Phật tử là thế nào? Tưởng cũng cần giới thiệu qua để các đạo hữu rõ. Nó gồm ba phần. Một, gây một khung cảnh thuận tiện cho sự tu học của mọi người trong gia đình. Từ trước đến nay hội Phật học có một khuyết điểm lớn, người già mới vào hội. Hội viên của hội, như rời gia đình để đi tu riêng một mình. Gia đình Phật tử thành lập chính là để bổ khuyết vào chỗ ấy, nghĩa là để mọi người cùng tu, cùng học không kể lớn bé, già trẻ, sang hèn. Ở đây ai cũng cùng một chí hướng như nhau là dìu dắt nhau bước mau về cõi Phật. Hai, gây một mối dây liên lạc, một tình thân hữu đầm ấm giữa các gia đình. Từ trước, gia đình này với gia đình kia thường cách biệt nhau, thiếu tinh thần liên lạc, nhà nào sống riêng nhà ấy, con cái không đi lại với nhau. Bây giờ, nhờ gia đình Phật tử, gia đình này với gia đình kia không còn xa lạ nữa. Đây là thế giới đại đồng thu hẹp, không thân, không sơ, không giàu nghèo, sang hèn. Đã vào gia đình Phật tử thì mọi người đều là cha mẹ chung, anh em chung, mọi người đều được bao trùm trong bầu không khí thân yêu, trìu mến của lòng từ bi vô lượng. Ba, gây một không khí thuận tiện cho việc đào tạo Phật tử ngày mai. Không đâu thuận tiện cho bằng gia đình Phật tử để đào tạo con em thành Phật tử chân chính. Ở trường thì chỉ chuyên về trí dục, ở nhà thì chuyên về tình cảm, ở ngoài đời thì đeo đuổi tiền tài danh vọng. Chỉ có gia đình Phật tử là nơi chú trọng tới mọi mặt. Nó là một nối ngang giữa gia đình và học đường, giữa đời với đạo, giữa xã hội với cá nhân. Đây là một miếng đất rất tốt để đào tạo cho con người về mọi phương diện. Đoạn văn trên tuy vắn tắt nhưng cũng đủ vạch ra những nét chính yếu trong mục đích giáo dục thanh thiếu nhi và đồng thời giải thích nguyên nhân tại sao lại chọn danh từ gia đình để gọi tổ chức giáo dục này. Dù đã nêu rõ như vậy, một số đông đạo hữu lớn tuổi, một số quần chúng vẫn còn hiểu lầm về dụng ý của người sáng lập nên có đoạn tiếp sau để nói với các đoàn sinh.
đánh đổ những ngộ nhận về GDPT. A. Gia đình Phật tử không phải là nơi tập luyện cho các em tụng kinh, gõ mõ thật giỏi để đi cầu siêu, cầu an hay cầm tràng phan đi đưa đám ma. B. Gia đình Phật tử không phải là nơi khuyến khích các em sao lãng bài vở ở trường để tổ chức những trò chơi vô nghĩa, những ca sướng vô ích. C. Gia đình Phật tử không phải là tổ chức thanh niên có mục đích chính trị hay một tổ chức hướng đạo trá hình. Gia đình Phật tử chỉ mượn một ít phương pháp thanh niên hay hướng đạo thôi. Còn tinh thần thì vẫn là tinh thần Phật giáo, nghĩa là từ bi, trí tuệ, tinh tấn, hoan hỷ, thanh tịnh. 2. Ba điều trên tối trọng đối với tổ chức vì cho tới nay, một số tăng ni, đạo hữu, quần chúng vẫn vô tình hay cố ý hiểu lầm như vậy. Đối với những bậc trưởng thượng mà còn có thể ngộ nhận về gia đình Phật tử như thế, thì thử hỏi các em thiếu niên, đồng niên làm sao khỏi ngỡ ngàng khi có ý định gia nhập hay đã gia nhập mà không hiểu rõ ý nghĩa việc làm của mình. Vì thế trong hai bài diễn văn đọc trong ngày kỷ niệm Đản Sanh năm 1950, đã có đoạn rõ ràng thâm thúy có thể làm tâm niệm cho toàn thể đoàn viên gia đình Phật tử sau đây. Ngoặc kép, các em vào gia đình Phật tử để noi gương Đức Phật. Các em được may mắn hưởng thụ tinh thần Phật giáo bi, trí, dũng mà không một tôn giáo nào, một học thuyết nào có thể sánh kịp. Nhưng hưởng thụ không phải chỉ để mà hưởng thụ, mà cần phải phân phát ra quanh mình những cái hay cái đẹp mà mình đã thu nhận được. Những Phật tử đàn anh chúng ta thường bị chê trách là thụ động, là tiêu cực, vì đã hưởng thụ một mình mà không muốn phân phát cho ai. Họ biết Phật Pháp là hay, là đúng, mà không muốn phân phát cho ai. Họ biết Phật Pháp là hay, là đúng mà không chịu hoạt động một cách tích cực để cải tạo cuộc đời, đem an vui cho xã hội. Ngày nay càng cố gắng để tránh xa vết cũ ấy, nghĩa là chúng ta phải tập, phải luyện những phương pháp thiện xảo để thiết thực giúp đời, chứ không phải chỉ ngồi mà hưởng thụ. Những môn học trong gia đình Phật tử sẽ giúp các em dễ dàng theo dấu chân Đức Phật. Những môn học mà các em đang học tập hàng ngày trong các gia đình Phật tử là những môn cần ích cho đời, một khi xã hội cần đến. Những ngành văn hóa của gia đình như múa hát, văn chương, kịch nhạc sẽ giúp các em tô điểm cho đời thêm tươi đẹp. Những môn cứu thương, good, most sẽ giúp các em cứu thoát những tai nạn hàng ngày xung quanh các em. Những môn thiêu thùa, gia chánh sẽ giúp các em trong những công việc nội trợ và những bài học Phật Pháp sẽ giúp các em hiểu thấu ý nghĩa cuộc đời và sống đúng ý nghĩa ấy. 3. Hôm nay, giữa một hoàn cảnh phức tạp hơn xưa, nhưng những lời nhắn nhủ ấy phải luôn luôn cần được các anh chị trưởng nhắc lại cho các em và đồng thời cũng nhận đấy làm tiêu chuẩn cho việc soạn thảo chương trình huấn luyện và tu học. Đó chính là sự hợp nhất giữa tôn chỉ với hành động, giữa lý thuyết với thực hành. Đó là lời tâm huyết của người anh cả vào năm 1950. Đến năm 1952, cuộc tranh thủ nhân dân của hai chính quyền kháng chiến và vùng tạm chiếm trở nên trầm trọng. Một không khí nghi kỵ bao trùm lấy gia đình Phật tử, lúc bấy giờ đã lan tràn khắp miền Trung, Bắc, Nam. Nhiều huynh trưởng đã bị khủng bố. Dù vậy cuộc triển lãm văn nghệ vẫn được tổ chức vĩ đại tại trường Bồ Đề, Huế. Và đây mới là cơ hội kỳ diệu để nói lên thái độ can đảm của cấp lãnh đạo gia đình Phật tử. Ngoặc kép, thỉnh thoảng các ngài đã từng thấy một đoàn 5-7 em thiếu nam hay thiếu nữ áo lam đang lướt vội trên các đường phố để đến dự một buổi họp. Các ngài cũng đã từng nghe những tiếng hát trong trẻo vọng qua những bức tường của một ngôi chùa hay một trụ sở Phật học. Màu áo lam, tiếng hát ấy không ai là không biết của gia đình Phật tử, một ngành hoạt động của Hội Phật học Việt Nam. Danh từ gia đình Phật tử đã quen thuộc với bà con cố đô này lắm. Tuy thế, ý nghĩa của nó, mục đích và hoạt động, lập trường và triển vọng của nó còn lờ mờ đối với phần đông đồng bào ở Thuận Hóa. Có một số bà con đã có thái độ quý hóa là cố theo dõi công việc của chúng tôi để tìm hiểu mặt thật của gia đình Phật tử. Nhưng tiếc thay, thái độ quý hóa ấy lại không phải là thái độ của phần đông. Phần đông đồng bào đã mang những cặp kính màu của họ, thôi thì đỏ cũng có mà vàng cũng có, xanh cũng có mà tím cũng có. Lạ nhất là có khi nó biến ra thành ngôi sao vàng trên nền đỏ, có khi thành ra ba sọc đỏ và có khi thành là xanh trắng đỏ. Vâng,
người ta đã quả quyết rằng đó là một đoàn thể biến tướng của Việt Minh, vì bọn đó cứng đầu lắm, không ủng hộ ai cả. Có người lại bảo, chúng nó là của chính phủ. Chúng nó danh lắm, bây giờ giả vờ trung lập để câu thanh niên, nhưng một ngày kia khi đủ lông đủ cánh, chúng nó sẽ về với chính phủ bù nhìn cho mà xem. Có người lại bảo, chúng nó là của Tây, vì nếu không phải là của Tây thì làm sao mà hoạt động được trong vùng chiếm đóng. Có người lại bảo, đó là một tổ chức thanh niên bắt chước hướng đạo mà bắt chước không nên, như thế thì theo Quách hướng đạo còn hơn. Có người lại bảo, đó là một tổ chức tôn giáo lạc hậu có mục đích nhồi sọ, bắt con em đi hộ niệm, cầu siêu, cầu an cho rậm đám. Đó là những dư luận lớn. Ngoài ra, thỉnh thoảng chúng tôi còn nghe bay trong gió những lời hăm dọa. Chúng tôi chỉ biết mỉm cười. Có những lời ca tụng mà như phản tuyên truyền, những lời chê bai mà chúng tôi lại lấy làm sung sướng. Những dư luận sai lầm, chúng tôi vừa kể đó, chúng tôi không trách cứ vào ai cả. Chúng tôi chỉ tự trách mình đã thiếu kinh nghiệm, tưởng rằng cứ im lặng mà làm việc thì rồi người ta sẽ hiểu. Nhưng, chúng tôi đã quên rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ trắng đen lẫn lộn, sáng tối mập mờ. Những hạt giống nghi ngờ, nảy lá xum xuê quá, che khuất tất cả mọi địa hạt, cho đến cả lòng những người thân nhất. Chúng ta như đang đi trong giấy tranh, phải luôn luôn hô to tôi ở đây. Tôi đang làm việc này việc nọ, phải luôn luôn gạt tranh mà bước, mà nếu cần đốt hết cả đám tranh nghi ngờ để được thấy rõ nhau hơn. Công việc đốt tranh ấy, từ trước đến nay gia đình Phật tử chúng tôi chưa hề làm. Trái lại với một ít tinh nghịch, chúng tôi muốn chơi trò cút hùm để chọc những ông thầy bói. Nhưng trò chơi ấy đã đến lúc nguy hiểm, cần phải chấm dứt. Và chính hôm nay, lần đầu tiên trước mặt các ngài, chúng tôi xin châm lửa vào đám tranh nghi ngờ ấy để các ngài được thấy mặt thật của đoàn thể chúng tôi hơn. Công việc có lẽ đã chậm, nhưng chậm còn hơn không. Ngoặc kép, gia đình Phật tử chỉ là một tổ chức giáo dục trong hội Phật học. Nó lấy giáo lý nhà Phật làm căn bản, vì giáo lý ấy có đủ ba điều kiện cần thiết để đào tạo con người theo đúng nghĩa của nó, phần tình cảm bi, phần lý trí trí, phần ý chí dũng. Thiếu một trong ba phần ấy, con người chưa phải là con người. Ba phần ấy đều phải được phát triển đều nhau và cho đến cùng độ để xứng với con người luôn luôn tiến bộ. Chúng tôi vì mục đích giáo dục mà lựa Phật giáo làm nền tảng, chứ không phải vì Phật giáo mà lôi kéo thanh niên. Đạo là một con đường, một phương tiện, mà con người mới thật là mục đích. Để đạt được mục đích giáo dục nói trên, gia đình Phật tử có ngành hoạt động, ngành giáo lý để mở mang trí tuệ, thấy rõ mặt thật của đời. Ngành văn nghệ để trau dồi tình cảm, di dưỡng tính tình. Ngành chuyên môn về thanh niên để thích ứng với hoàn cảnh, nâng cao mức sống. Ba ngành hoạt động ấy đều quan trọng ngang nhau. Trong chương trình học tập, chúng tôi không thiên về phần giáo lý, vì mục đích của chúng tôi không phải để tạo những vị tăng già tương lai. Chúng tôi cũng không thiên về văn nghệ vì chúng tôi không cố đào tạo những nghệ sĩ. Và chúng tôi cũng không quá chú trọng về chuyên môn, vì chúng tôi không muốn đàn em của chúng tôi chỉ là những thanh niên tháo vát, khéo tay khéo chân mà thôi. Về những ngành hoạt động này chúng tôi không muốn nói nhiều. Chúng tôi xin nhường cho cuộc triển lãm tự nói lấy và nó sẽ trình bày với các ngài một cách hùng hồn hơn. Các điều mà các ngài muốn biết và chúng tôi cũng cần thưa ra, là lập trường của gia đình Phật tử đối với nước nhà trong giai đoạn hiện tại như thế nào. Trước khi nói tới thái độ của đoàn thể chúng tôi trong giai đoạn hiện tại, chúng tôi xin phép nói phớt qua lịch trình tiến triển của nó, vì chính cái bài học quá khứ ấy đã vạch cho chúng tôi lập trường hiện tại. Gia đình Phật tử được thai nghén và sinh nở cách đây 10 năm trong thời Pháp thuộc. Nó chưa kịp lớn thì Nhật đảo chính rồi chánh phủ Dân chủ Cộng hòa lên thay, và bây giờ nó bỗng nhiên bộc phát dưới chánh phủ quốc gia. Chỉ có 10 tuổi, nó đã chứng kiến 4 cuộc thay đổi chính quyền và nó bỗng sáng mắt. Nó hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ tang thương, nhận chân được cái thâm thúy của bức tranh Vân Cẩu. Và, do đó nó đã sớm có một lập trường là không nên dựa vào một lực lượng ngoại lai nào cả, nhất là lực lượng chính trị, mà cũng không nhúng tay vào chính trị. Như chúng tôi đã trình bày trên,
Gia đình Phật tử chỉ là một tổ chức hoàn toàn giáo dục, tất nhiên là trong giáo dục có cả phần công dân đối với Tổ quốc. Và nếu chúng tôi có trau dồi cho đàn em chúng tôi tinh thần danh dự của dân tộc, lòng yêu đất nước, ý chí quật cường thì đó cũng là việc thường trong mọi thứ giáo dục, chứ có phải đâu vì thế mà trở thành một cơ quan chính trị có màu sắc này, màu sắc khác. Ngoặc kép. Quý ngài phần đông là những nhà mô phạm, những nhà trí thức lành mạnh, những thủ lãnh thanh niên, chắc các ngài không thấy muốn một đoàn thể giáo dục chỉ đào tạo những con người máy để cho mọi thế lực rực dây, không tinh thần, thiếu bản lĩnh, thiếu đức hạnh. Vâng, các ngài không muốn như thế, mà chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi chuyên tâm cố gắng đào tạo thanh thiếu nhi Phật tử có một tinh thần vững mạnh. Đó là điều cốt yếu của gia đình Phật tử và cũng là vấn đề quan trọng về phương diện giáo dục. Chúng ta phải thiết thực hơn, những thanh niên, gia đình ở một nơi mà mình ở một ngã, những con thiêu thân sắp lăn vào lửa vật chất. Chúng ta làm thế nào để cứu vớt những nạn nhân tội nghiệp ấy? Hiện giờ, có những học sinh hễ nghỉ học là đi dạo phố, hết dạp chiếu bóng này lại tiệm giải khát nọ, những em bé vì quá giàu hay quá nghèo mà hư. Những thanh niên đang lăn một cách vô tư vào hố trụy lạc. Chúng ta phải làm thế nào để mở cho họ một con đường sáng, hướng họ về đây, tìm cho họ những công việc lợi ích cho đời họ và cho xã hội. Công việc giáo dục lúc nào cũng cần thiết, nhưng lúc này nó cấp bách hơn bao giờ hết. Gia đình Phật tử đã và đang làm công việc ấy. Nhưng với tài hèn sức mọn, đoàn thể chúng tôi không thể làm nổi hết. Bởi vậy chúng tôi thiết tha kêu gọi quý ngài nâng đỡ chúng tôi với tinh thần xây dựng, với dư luận đúng đắn công minh của quý ngài. Riêng với các đoàn thể thanh niên, chúng tôi mong cầu được hợp tác chặt chẽ trong công việc giáo dục ấy. Với thanh niên Thiên Chúa giáo mà lòng thương của Chúa đã có sẵn, với thanh niên hướng đạo mà thành tích làm việc xã hội đã nổi tiếng, chúng tôi chắc rằng chúng ta sẽ thu hoạch được kết quả đẹp đẽ trong công việc chồng người vĩ đại ấy. Chúng tôi tin tưởng ở một ngày mai tươi sáng. 4. Qua bài diễn văn trên, cương lĩnh lý thuyết và hành động của gia đình Phật tử đã quy tụ trong 3 yếu điểm. Một gia đình Phật tử không phải là một tổ chức chính trị. 2. Gia đình Phật tử nhắm mục đích giáo dục con người toàn diện thân, tâm, trí. Hòa đồng cá nhân với cộng đồng xã hội, thực tế với lý tưởng. 3. Gia đình Phật tử góp phần xây dựng nền móng cho tương lai Phật giáo và dân tộc. Đem thực hiện 3 tiêu chuẩn ấy vào thực tế, nhất là thực tế nước nhà thật không phải là chuyện dung dị. Thế nên, ở đây biên giả không thể làm công việc của nhà chép sử theo lối biên niên, không làm gia phả, nghĩa là không chú trọng vào việc ghi rõ năm nào, tháng nào. Gia đình Phật tử nào được thành lập trước hay sau? Hoặc kê khai những bước đi tiềm tiến của tổ chức mà chỉ nêu lên những nỗi khó khăn lớn hay những sự kiện thuận lợi mà cấp lãnh đạo phong trào đã phải trải qua để rút kinh nghiệm trong quá khứ, ứng dụng vào hiện tại để xây dựng tương lai. Công việc này sẽ bắt đầu từ ngày thành lập ở Huế cho tới ngày thống nhất huy hoàng hiện tại. Trong chương đầu, biên giả đã trình bày những nét đại cương về chính trị, xã hội, luân lý. Những điều ấy chỉ là không khí chung chứ không phải là yếu tố cấu thành thực sự của gia đình Phật tử. Phải nói rằng năm 1948, khi gia đình Phật Hóa Phổ được tái lập ở Huế nhằm đúng vào lúc người Pháp đã chiếm được phần lớn các đô thị tại ba miền. Riêng ở Trung Phần, ngắt với miền Bắc có 4 tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh và Quảng Bình. Phía Nam Trung Phần lại ngăn cách 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Tuy Hòa. Như thế, phạm vi hoạt động chỉ quanh quẩn tại Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hội An, Ninh Hòa, Nha Trang, Phan Giang, Phan Thiết và Đà Lạt. Thoạt tiên người Pháp nặn ra, Hội đồng chấp chánh Trung Kỳ, do cụ Võ Bá Hạp cầm đầu và ông Trần Văn Lý điều khiển công việc hành chánh. Lúc bây giờ, số người trở về vùng tạm chiếm còn ít và vết hoang tàn của chinh chiến còn ghi đậm trên gương mặt thần kinh. Núi Ngự Bình trở thành núi chọc và sông Hương bôi lại lớp son phóng đãng thời xưa. Trong hoàn cảnh ấy, người người phải lo xếp đặt lại đời sống riêng mình, bắt đầu chịu nhẫn nhục trước tội ác của kẻ xâm lăng. Thế mà ngay trong hoàn cảnh khó khăn ấy, các anh chị em có tâm huyết cũng đã lo lắng tới việc tái lập phong trào.
Vào ngày Tết Nguyên đán năm Mậu Tý 1948, trong một buổi tiệc trà đơn giản tại chùa Từ Đàm của anh chị em tin Phật, anh Võ Đình Cường đã đọc mấy lời chúc Tết và đó cũng là quyết định đầu tiên về việc tái lập phong trào. Cũng trong năm ấy các gia đình hướng thiện, gia thiện, chơn chi lần lượt xuất hiện. Nếu đem so sánh những gia đình này với gia đình thời tiền chiến Thanh Tịnh, Tâm Lạc, Xung Đoàn v.v. thì đã có những đổi mới hợp lý hơn. Chẳng hạn, trước kia, các gia đình họp tạm nhà các đạo hữu có lòng yêu trẻ thì nay đã có đoàn quán đàng hoàng. Trước kia sau khi lễ Phật thì nghe giảng Phật Pháp nghe chứ không phải học tập hát, tập múa để trình diễn trong các buổi lễ, thì nay, mỗi buổi họp đều có chương trình rõ ràng, lễ Phật, học Phật Pháp, chuyên môn, học hát v.v. Nhất nhất đều có quy củ, có lề lối do một ban lãnh đạo soạn thảo và điều khiển chung. Nhóm ấy cũng là tiền thân của ban hướng dẫn Thừa Thiên sau này. Qua tới năm 1949, toàn thể các gia đình trong tỉnh đã có một trụ sở chung tại đường Nguyễn Hoàng, lúc bấy giờ còn gọi là đường Pô Bớt. Nhân ngày lễ Tết Trung Thu năm ấy, một cuộc triển lãm đơn sơ dưới trời mưa tầm tã. Ban hướng dẫn gia đình Phật Hóa Phổ Thừa Thiên ra đời. Để tiến tới thành quả ấy, gia đình Phật tử đã trải qua trăm đắng ngàn cay. Đối với chính quyền Pháp Việt, gia đình Phật tử phải tỏ ra biệt lập, không xu phụ, không hợp tác. Đó là một việc khó trong mọi khía cạnh hành chánh và an ninh. Đối với hội Phật học, thì cần phải gây cho hội sự thông cảm về chủ trương lâu dài của tổ chức, đồng thời từ chối những công việc tang tế, nghi lễ của người lớn không phù hợp với tuổi trẻ. Đó cũng là trở ngại thứ hai, trở ngại to lớn vì thuộc về nội bộ. Đối với quần chúng thì phải làm theo phổ biến cho được chủ trương đứng đắn, chân chính của gia đình Phật tử. Đó là công việc lâu dài. Và sau cùng, đối với thanh thiếu nhi, thì phải làm sao gieo được niềm tin vào tâm hồn của họ. Nhờ ở khả năng sáng suốt, kiên nhẫn, chính đáng, mềm dẻo, mọi trở ngại trên lần lượt đã được khắc phục. Trong giai đoạn này tưởng cũng nên nhắc tới công lao của các thầy ở Huế. Gia đình Phật tử gọi các vị cố vấn giáo lý bằng chú thật là thân mật và gói trọn tình thân gia tộc Minh Châu, Đức Tâm, Thiện Ân, Chân Trí, Chí Không và nhiều anh chị khác. Công trình ấy là công trình khai sáng, tạo cơ sở, gây đường lối. Những người ấy, sau này dù có tiếp tục hay không, dù liên tục hay gián đoạn đều đáng cho ta ghi nhớ và cảm mến. Về sau khi tổ chức đã lớn mạnh, lớp người trẻ dần dần thay thế hay tiếp tục trong công việc lãnh đạo, nhưng thiết tưởng câu, uống nước nhớ nguồn, không phải là không đáng ghi nhớ, khi mà giọt nước cảnh dương đã gội sạch bụi trần cho tâm hồn hướng lên đường giải thoát. Qua các sự kiện trên, người huynh trưởng hôm nay có thể rút ra những kinh nghiệm nào? Trước hết là về điều hành và đối ngoại. Một tổ chức giáo dục chân chính phải đặt dưới một cơ quan lãnh đạo duy nhất có đường lối về thiện chí, có bản lãnh và khả năng, có lương tâm và đức độ. Trong mọi việc đối ngoại nên sắc bén và khoan nhu, cương quyết mà mềm dẻo. Các chính quyền hồi đó thực sự là tay sai của địch. Nhất định gia đình Phật tử không thể nào hợp tác, đã không lợi dụng được thì nhất định họ phải phá. Phá không nổi thì họ nặn ra một thứ gia đình Phật tử, một thứ ngụy trang của cái hội Phật giáo thuyền lữ tương tự như lá bài mới bây giờ. Trong trường hợp ấy, một bên thì được chính quyền nâng đỡ, một bên thì bị khủng bố. Thử hỏi nếu không sáng suốt và khôn ngoan thì có lẽ gia đình Phật tử bị tiêu diệt từ lâu rồi. Một chi tiết nhỏ, rất ít người chú ý tới, là trong tất cả buổi lễ của gia đình Phật tử không hề có bóng dáng ông chính quyền. Chi tiết ấy thật khó thực hiện vậy. Cao hơn một bậc là việc liên lạc với hội Phật học. Trước kia, vào hồi 1937, 1938 mỗi lần có lễ rước Phật thì người ta cho mấy chú nhỏ mặc áo dài xanh, cầm lồng đèn, đi theo đám rước, ca bài, vui mừng gặp ngày nay, mùng 8 tháng 4, theo điệu đăng đàn cung cho rậm đám. Cái quan niệm đem con nít làm trò vui cho người lớn cho tới lúc bấy giờ vẫn còn thâm nhiễm trong trí óc của đa số đạo hữu. Thế mà, hồi đó anh trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử đã được thâu nhận là nhân viên thực thụ trong ban trị sự hội Phật học cũng như tổng trị sự. Nhận như vậy tức đã mặc nhiên công nhận gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục trẻ,
nhưng không phải tổ chức quy tụ toàn trẻ con. Trong mỗi buổi họp anh chị em đã bàn cái hết lý, nhưng sau lý lẽ bao giờ cũng ẩn hiện tình đoàn kết thâm thiết của gia đình. Nhờ được trực tiếp tham dự vào ban trị sự hội Phật học mà sức bành trướng của gia đình Phật tử có phần dễ dàng hơn. Và quan trọng nhất là chính hội Phật học phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý hộ cho gia đình Phật tử. Nói trắng ra, gia đình Phật tử không bội bạc mà lại ghi nhớ công ơn đùm bọc của hội suốt một thời gian khổ lâu dài. Nhưng có điều đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc là một số huynh trưởng quen sống dưới bóng mắt ấy đã quên bổn phận thiêng liêng khi nghĩ rằng, không có hội là gia đình Phật tử phải tan rã. Tâm lý ỷ lại ấy đã hiện thực, đã là một trở ngại lớn cho công cuộc thống nhất của gia đình Phật tử. Nhiều anh chị em đã nhầm lẫn ỷ lại với chung thủy, hiểu lầm tự lập với vong ân. May thay đó chỉ là tâm lý chốc lát của một thiểu số. Trên con đường đi tới sự phát triển toàn diện, gia đình Phật tử đã phải dùng nhiều phương thế uyển chuyển. Trong thời chiến tranh Việt Pháp còn tiếp diễn, tâm lý chung của quần chúng, kể cả đại chúng Phật tử là hoài nghi và cực đoan. Hoài nghi vì luôn luôn bị bọn chính khách bất lương lường gạt, cực đoan vì sức chịu đựng bị hao mòn. Trong trường hợp này, gây cho quần chúng một niềm tin về tổ chức của mình, một tổ chức không phải lúc nào cũng nói thẳng thực chất cho mọi người hiểu được, tất phải dùng nhiều thể cách trái ngược. Những thể cách ấy, với những người nông nổi chỉ đưa tới hiểu lầm mà mở lối cho các luận điệu vu khống. Muốn tránh những ngộ nhận, chúng ta chỉ có hai phương thế, một là đem tư tưởng chân chính chỉ đạo cho hành động, hai là lấy hành động phân minh để biện minh cho tư tưởng. Các anh chị lãnh đạo phong trào đã chọn phương thế thứ hai. Mọi người đã âm thầm, câm nín để hành động. Những hoài nghi, vu khống ngày một dày đặc như một rừng tranh. Công việc đốt tranh không phải ai cũng làm được và đốt được. Cho nên người huynh trưởng cần biết kiên nhẫn, dù có oan ức. Hành động mà không có phương châm cũng chỉ là xuẩn động. Lúc bấy giờ ban hướng dẫn đã nghĩ tới trước tiên là tạo cho mọi huynh trưởng một căn bản, một tinh thần. Các trại huấn luyện được lần lượt mở liên tiếp từ Thừa Thiên vào tới Đà Nẵng lục hòa mở cho các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đà Lạt 12 tháng 7 năm 1951, trại tinh tấn tại Nha Trang 14 tháng 7 năm 1952. Và những cuộc viếng thăm có tính cách tác động tinh thần tại Phan Giang 22 tháng 7 năm 1952. Những công tác đầu tiên ấy đã đưa tới sự bành trướng mạnh mẽ của gia đình Phật tử suốt các tỉnh trung phần. Uy tín và sức mạnh của một phong trào là do ở tác phong của cán bộ. Những người lãnh đạo hôm nay mà còn giữ được thái độ khiêm cung, tích cực, phần nhiều đều xuất thân từ các trại huấn luyện sơ khởi ấy cả. Nói đến trại huấn luyện tất phải nhắc tới trại Kim Cang. Đây là một trại huấn luyện huynh trưởng toàn quốc đầu tiên. Thành phần ban quản trại có thầy Minh Châu cố vấn giáo lý, và anh Võ Đình Cường trại trưởng, anh Phan Cảnh Tuân trại phó, anh Lê Cao Phan lúc bấy giờ làm trưởng ban hướng dẫn Thừa Thiên và nhiều anh chị khác. Kể về trại sinh thì biên giả xin đơn cử vài anh, Bắc Việt có Lê Vinh thường gọi là Lê Lai, Trần Thanh Hiệp, Hắc Ín, Đặng Văn Khuê tiểu thư. Nam Việt có anh Nguyễn Hữu Huỳnh, còn Trung Việt thì chiếm đa số, mà phần đông tới nay đều trên 40 tuổi. Hay có người đã khuất như anh Lê Văn Vinh, Đà Lạt. Năm 1952 là năm đáng ghi nhớ của Phật giáo. Đó là năm thành lập Phật giáo thống nhất, năm thành lập Hội Phật giáo Thế giới mà Thượng tọa Tố Liên, Bắc Việt được bầu làm Phó Chủ tịch. Việt Nam là hội viên sáng lập và được hân hạnh đón tiếp ông Chủ tịch Malala Sekere. Cùng năm ấy, anh Võ Đình Cường hướng dẫn một phái đoàn gia đình Phật tử ra thăm Hà Nội. Vận động hội nghị thống nhất. Thật ra, giữa tổ chức của ba miền lúc bấy giờ còn có nhiều khác biệt về hình thức cũng như điều hành. Ngày 1 tháng 1 năm 1953, một kỷ nguyên mới đã mở đầu cho gia đình Phật tử Việt Nam ra đời với một ban hướng dẫn trung ương, một nội quy, một chương trình tu học thống nhất. Trong dịp này, anh trưởng ban hướng dẫn toàn quốc Võ Đình Cường có nhấn mạnh về ý nghĩa đại hội. Ngoặc kép. Thưa các anh chị em đại diện gia đình Phật tử Bắc và Nam Việt. Sự hiện diện của anh chị em trong hội trường này làm chúng tôi cảm kích vô cùng.
Nó chứng tỏ sự hưởng ứng nồng nhiệt của Phật tử Bắc và Nam đối với phong trào gia đình Phật tử theo với anh chị em một luồng gió phấn khởi đã bay về quạt vào lòng chúng tôi làm cho chúng tôi thêm hăng hái. Từ đây, trên đường lý tưởng chúng tôi không lẻ loi nữa. Chúng tôi có thể nắm chặt tay anh chị em Bắc và Nam mà tiến mạnh tiến xa, không quản ngại hào sâu và hố hiểm. Phái đoàn gia đình Phật tử Bắc Việt gồm có chị Ni, anh Nguyễn Văn Nhã, Lê Văn Lám, Văn Đình Hy. Nam Việt có anh Tống Hồ Cầm, Nguyễn Văn Thục. Những người ấy nay người còn kẻ mất, có những người hiện còn mà tuồng như đã mất, và những người khuất mặt mà chẳng xa lòng. Đó là lòng mến thương ruột thịt, lòng lân ái cùng chung lý tưởng. 11 năm đã qua, 11 năm thực hiện một lời thề. Trải qua nhiều tang thương biến đổi, đất nước bị chia cắt. Thử hỏi còn ai nỡ cắt đứt nốt tâm hồn khi quê hương đã bị bọn manh tâm chia rẽ. Ngày 31 tháng 7 năm 1955, một hội nghị huynh trưởng toàn quốc thứ hai họp ở Đà Lạt. Trong cảnh sum họp ấy, vắng mặt một người. Chính quyền đã cấm anh trưởng ban hướng dẫn đi họp. Thế nhưng hội nghị vẫn nhận được thư anh và đều dốc hết năng lực vào việc thảo luận kế hoạch phát triển phong trào. Từ năm 1954, chính quyền Pháp thảm bại phải bàn giao cho Mỹ quản thủ miền Nam và chính quyền họ Ngô đã gieo tang tóc cho gia đình Phật tử. Đã có những anh chị em bị ám sát giữa đồng vắng, có anh chị em bị chôn sống ở Bình Định, anh trưởng ban hướng dẫn phải vào tù và tị nạn. Mặc dù gặp nhiều trở ngại đó, sức tiến của gia đình Phật tử vẫn tăng đều. Chỉ nguyên một tỉnh Thừa Thiên cũng đã có hơn 400 huynh trưởng điều khiển các gia đình từ thị xã tới nông thôn. Sinh hoạt nông thôn đặt ra nhiều vấn đề mới về huấn luyện và điều hành. Biên giả rất thán phục sự sáng suốt và hy sinh của một số anh chị em lãnh đạo đã đưa ra những chương trình hoạt động hữu hiệu về nội vụ, nhưng cũng xin nhắc thêm là không nên dựa vào một vài kết quả thu hoạch được ở địa phương mà quên lãng cái lý tưởng hướng tới thống nhất thực sự. Một thái độ kiêu kỳ, một tâm lý chủ quan, anh hùng cá nhân rất có hại cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức trong giai đoạn hiện tại. Những khó khăn vẫn còn đó, trở ngại vẫn gia tăng, ta không thể bắt chước các nhà chính trị chỉ kêu gọi đoàn kết xung mà phải thật sự cùng làm, cùng nghĩ, cùng nói theo đúng tinh thần thống nhất của gia đình Phật tử. Hoàn cảnh chính trị xã hội Bắc, Trung, Nam có khác. Nhưng đó là biên giới thực tại chứ không phải những ngăn cách tinh thần. Gia đình Phật tử còn rất nhiều sứ mệnh phải hoàn thành. Ta không thể để cho tâm hồn có kẽ hở. Làm như thế là mở lối cho ngọn gió độc len vào phá vỡ sự nghiệp và tâm hồn ta. Ngày 28 tháng 6 năm 1964, Đại hội huynh trưởng toàn quốc lần thứ tư họp tại trường Gia Long Sài Gòn sau ngày Pháp nạn. Đây là cơ hội để kiểm điểm hàng ngũ và còn là lối về của những người lạc hướng, lối về của những anh chị em bị nghịch cảnh làm ly cách. Hơn 200 đại biểu của 42 tỉnh nhóm họp trong 3 ngày. 3 ngày dài hơn 3 thế kỷ. Những lời cam kết, những lời tâm sự, những lời kể lể về vinh nhục thăng trầm đã biểu lộ một tinh thần sắt đá, một tình thân ái vô biên. Mai sau dù ai có thành kiến mà phủ nhận lời thề thì lịch sử gia đình Phật tử cũng đã một lần nghe những lời tha thiết ấy. Một nội quy mới, một quy chế huynh trưởng, một quy chế ngành nữ đưa tới một cơ quan điều hành dân chủ và tiến bộ. Đại hội này còn nói lên ngày độc lập của gia đình Phật tử. Thật ra trong tinh thần, gia đình Phật tử vẫn độc lập từ lâu, nhưng về pháp lý phải chịu ép mình trong khuôn khổ chung. Đàn chim vượt cửa lồng tung bay ra ánh sáng tự do. Một vài con giã cánh vì ngập nắng nhưng đàn chim vẫn rộn ràng nhịp cánh theo lịch sử. Một vài con cam chịu cảnh lầu son gác tía, gạo trắng nước trong mà quên cả khung trời bao la phóng khoáng. Nhưng trước sau gì cảnh chim lồng cũng không phải là lý tưởng của một đoàn viên gia đình Phật tử. Người ta, vì có thành kiến có thể trút bỏ tất cả. Nhưng màu áo lam một khi đã ghi sâu vào tâm khảm thì không một màu sắc gì có thể nhuộm được nữa. Châm ngôn và luật. Gia đình Phật tử đã có mục đích hoạt động giáo dục rõ rệt. Điều ấy còn quy định cho đoàn viên một phương hướng cụ thể hơn, đó là châm ngôn và luật. Trong buổi đầu, khi các gia đình Phật tử mới thành lập, đoàn viên chỉ hiểu một cách giản dị rằng, với ý nghĩ, lời nói,
việc làm chân chính của người Phật tử em xây dựng gia đình. Đến khi việc tổ chức hoàn thành, thì trong bản nội dung đầu tiên, châm ngôn được ghi là hòa thuận, tin yêu, vui vẻ. Châm ngôn ấy cũng chỉ nhắm tạo nên một không khí gia đình. Trên thì có bác gia trưởng, thứ đến các anh chị trưởng, rồi tới đoàn sinh. Công việc điều hành cũng đơn giản. Đoàn trưởng chưa có quy chế nhất định, đoàn sinh chưa có cấp bậc rõ ràng. Nói chung, cấp lãnh đạo chỉ chú trọng tới việc tạo một không khí thân mật để cùng nhau tu học và san bằng những cách biệt giữa các gia tộc riêng tư. Châm ngôn ấy đã được thể hiện đầy đủ. Tuy nhiên, gia đình Phật tử không ngừng lại ở đó. Với đà phát triển tiệm tiến, năm 1953 danh hiệu gia đình Phật tử ra đời, thì châm ngôn lại chia ra, bì trí dũng cho ngành thanh, thiếu và giữ lại hòa thuận, tin yêu, vui vẻ cho ngành đồng. Sự thay đổi ấy hẳn phải có lý do. Khác với giai đoạn phôi thai từ năm 1940 tới 1954, chỉ gò bó trong phạm vi gia đình, khi gia đình Phật tử Việt Nam thật sự thống nhất qua Đại hội Toàn quốc tháng 1 năm 1953, châm ngôn của gia đình Phật tử đã bắt đầu vượt biên giới gia đình để đi vào xã hội. Trong bài diễn văn đọc trước đại hội, anh trưởng ban hướng dẫn toàn quốc Tiên Khởi Võ Đình Cường đã nhấn mạnh vào phương châm hoạt động. Đạo trong đời và đời trong đạo, đạo cần phải tuôn xuống, phải tan ra, phải thấm vào cuộc đời, bồi bổ cho nó, như nước thấm nhuần trong lòng đất. Đạo không thể xa cuộc đời. Hễ xa là cằn cỗi, là giáo khô và không còn nghĩa sống nữa. Đạo phải ở trong đời, phải phụng sự cõi đời. Nhưng ngược lại, đời cũng phải ở trong đạo. Nếu đạo theo đời mà không hoán cải được cuộc đời, buông lung theo đời để phải mất gốc, mất bản sắc thì đạo không còn là đạo nữa. Vì nó đã mất nhiệm vụ cao cả là hướng dẫn, là chỉ đường. Nói một cách khác, đạo không thể đi một đường mà đời đi một đường, đạo với đời phải đi sát liền với nhau. Đi vào đời, đi vào công tác xã hội, tất nhiên các em đồng niên không kham nổi nên các em sẽ được giữ lại châm ngôn cũ. Trái lại thanh thiếu niên đi vào đời đòi hỏi một lợi khí tinh thần, một chỉ nam. Lợi khí ấy, chỉ nam ấy thu vào ba tiếng bi trí dũng. Đây không phải là ba tiêu chuẩn mà còn là ba đức tính cần thiết cho mỗi Phật tử, cho mọi Phật tử. Về phương diện khách quan, không có từ bi thì không có tình nhân loại, nghĩa đồng bào. Không có trí tuệ thì mọi hoạt động trở thành gian trá, manh động, phản với chính nghĩa, phản chân lý. Không có dũng lực thì sẽ không đủ sức mạnh tinh thần để đưa đạo vào đời. Châm ngôn ấy tạo cho gia đình Phật tử một uy tín, một địa bàn hoạt động rộng lớn và vô vị lợi. Về phương diện chủ quan, không có từ bi thì dễ sa vào đường ác. Không có trí tuệ thì không thể giác ngộ. Không có dũng lực thì dễ thành hèn nhát, xu phụ, thiếu nghị lực. Châm ngôn bi trí dũng đã bắt nguồn từ ba tiếng đại hùng, đại lực, đại từ bi trong Lăng Nghiêm thập chú, nhưng đã được thanh niên hóa, hiện đại hóa. Đến năm 1961, trong hoàn cảnh bị khủng bố, Đại hội gia đình Phật tử vẫn họp tại chùa Xá Lợi Việt Nam. Tinh thần bi trí dũng đã bộc lộ đến cao độ. Mặc dầu bị chèn ép, Đại hội cũng vẫn có một phút mật niệm anh chị em đã bỏ mình vì lý tưởng. Vấn đề lớn trong đại hội này là tinh thần đòi hỏi thống nhất qua lời thuyết trình của anh cựu trưởng ban hướng dẫn Nam Việt Tống Hồ Cầm biên giả xin ghi nhận sự hy sinh rộng lớn của anh chị em gia đình Phật tử Nam Việt trong công lao chuẩn bị đại hội rất hoàn mỹ của đạo hữu Nguyễn Đức Lợi, đại diện hai hệ thống gia đình Phật tử của Giáo hội Tăng giả Bắc Việt tại miền Nam và Hội Việt Nam Phật giáo. Đại hội còn đòi đổi danh hiệu gia đình Phật tử thành Đoàn Thanh niên Phật tử Việt Nam. Lúc bấy giờ trên đất nước này chỉ có gia đình Phật tử là tổ chức thanh niên Phật giáo duy nhất. Ý kiến sửa đổi danh hiệu này rất hợp lý, hợp với bước tiến nhanh của gia đình Phật tử. Thế nhưng, một số anh chị em vì nặng tình với dĩ vãng đã cố muốn giữ lại. Chính Thượng Tọa Thích Thiện Minh cũng khuyên nên giữ lại vì lý do an ninh của tổ chức và tinh thần bất hợp tác của gia đình Phật tử đối với chính quyền. Cơ hội ngàn năm một thuở đã qua. Đến nay, theo hệ thống đã tổ chức của Tổng vụ Thanh niên trong Viện Hóa Đạo thì đã có Đoàn Thanh niên Phật tử rồi. Thật ra,
Nếu vì quá thương yêu dĩ vãng mà không tán thành việc sửa đổi thì thử hỏi trước kia, khi đổi danh hiệu gia đình Phật hóa Phổ ra gia đình Phật tử thì không hiểu tổ chức ta tiến hay lùi. Trong việc giao thiệp với quần chúng ngày nay, việc liên lạc với các đoàn thể thanh niên quốc tế, chúng ta gặp nhiều khó khăn. Trong khi chúng ta hoạt động đến hy sinh cả thân sống thì qua các báo chương, người ta nhầm lẫn chúng ta với các đoàn bạn. Bạn có thể trách biên giả thích bề ngoài nhưng cũng xin hiểu cho là mấy dòng này biên giả viết lên chính vì đã nghĩ tới những hy sinh âm thầm của những anh chị em, nhất là anh chị em đang hoạt động tại nông thôn. Sự có mặt của gia đình Phật tử phải được biết tới. Trong lúc này, thiếu sự quảng bá cũng là một trở ngại cho việc phát triển phong trào. Tuy thế trong tinh thần, gia đình Phật tử vẫn là một tổ chức thanh niên có quy củ, có uy tín. Trong cuộc hội thảo huynh trưởng miền Khánh Hòa tại Vũng Tàu vào cuối tháng 10 vừa qua, Thượng tọa Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã tuyên bố, giáo hội không có gia đình Phật tử là giáo hội chết. Trong bản nội quy mới nhất do Đại hội huynh trưởng toàn quốc họp tại Sài Gòn ngày 30 tháng 6 năm 1964, châm ngôn của gia đình Phật tử chỉ còn lại 3 tiếng bi chí dũng chung cho các ngành thanh, thiếu, nhi nam nữ. Phải chăng đây là giai đoạn hoàn thành của một lý tưởng đã đeo đuổi từ 20 năm nay? Gia đình Phật tử đã thực sự là một đoàn thể thanh niên Phật giáo. Thú vị hơn nữa là huy hiệu hoa sen đã trở thành biểu tượng chính của các đoàn thể trẻ trong tổng vụ thanh niên. Theo nội quy mới, gia đình Phật tử không còn là sinh hoạt của một gia đình. Từ thành phần ban hướng dẫn cho tới sự sinh hoạt riêng biệt của hai ngành nam, nữ, từ sự thoát ly ra khỏi vỏ tập đoàn, gia đình Phật tử đã có đủ điều kiện lập thành một tổ chức thanh niên tôn giáo hợp với quy mô tổ chức quốc tế. Hơn nữa, gia trưởng là một cư sĩ từ 30 tuổi trở lên có uy tín trong ban đại diện giáo hội cấp xã, phường hay chi khuôn và hiểu biết về gia đình Phật tử do ban huynh trưởng mời và được sự đồng ý của ban hướng dẫn tỉnh. Nếu liên đoàn trưởng từ 30 tuổi trở lên có đủ tư cách và uy tín với ban đại diện giáo hội cấp xã, phường hay chi khuôn có thể kiêm chức gia trưởng. 5. Như vậy khuôn khổ gia đình chỉ còn lại là một hình bóng cũ. Và trong nội dung gia đình Phật tử thực sự là một đoàn thể thanh niên. Giàu có hơn nữa là người thanh niên ở đây phải làm hai nhiệm vụ một lúc, hoạt động xã hội và dạy dỗ đàn em. Trên nguyên tắc một đoàn thanh niên không thể có các em dưới 18 tuổi. Nhưng trên thực tế, trong gia đình Phật tử đã có đủ hạng tuổi. Hướng đạo có sói con thì ta có đồng niên. Vấn đề quan trọng ở đây là việc phát triển ngành nam, nữ Phật tử, một ngành quan trọng trong việc đào luyện huynh trưởng và hoạt động xã hội. Trong hiện tình đất nước, gia đình Phật tử không thể tự ghép mình trong khuôn khổ chật hẹp và tù túng cho việc bành trướng. Từ châm ngôn hòa thuận, tin yêu, vui vẻ tới bi, chí, dũng, từ gia đình Phật hóa Phổ tới gia đình Phật tử, từ mục đích giáo dục tới mục đích góp phần xây dựng xã hội, gia đình Phật tử đã tiến những bước dài vững chãi. Để bảo đảm cho con đường đi tới, mỗi đoàn viên phải hiểu rõ sự tiến bộ của châm ngôn. Châm ngôn đúng thì hành động mới đúng được. Luật trong GDPT. Tâm hồn có những nguyên lý. Để phân biệt đồng nhất với mâu thuẫn, để lựa chọn điều thiện với ác, hướng đến thẩm mỹ hay thô sơ. Những nguyên lý ấy là động cơ đưa con người đến toàn thiện hay tội lỗi. Là một đoàn thể giáo dục và thanh niên, gia đình Phật tử đã đặt ra những châm ngôn để làm hướng tiến tới lý tưởng. Đời người có rất nhiều mục đích phải thực hiện, công danh, sự nghiệp, đời sống. Nhưng có một mục đích vượt cao lên trên mọi mục đích ấy là lý tưởng. Con người sống ở đời như bơ vơ trên thuyền con lạc ra giữa biển đời trong một đêm tăm tối. Muốn vào bờ giải thoát tất phải có định hướng. Trên cảnh tối tăm ấy, người có ý thức phải hướng vào ngôi sao bắt đầu. Chẳng phải vì ta không nắm được vì sao trong tay mà ta có quyền không hướng theo nó. Cũng một lẽ ấy, chẳng phải vì lý tưởng khó thực hiện mà ta có quyền đồng hóa nó với ảo tưởng, không tưởng hay bằng lòng với cuộc đời vô lý tưởng. Đời ta có hai lần khóc, khi ra đời ta khóc cho đời và mai kia mất đi đời sẽ khóc cho ta. Việc khóc cho đời thì ta đã khóc từ lâu, nhưng còn đời khóc cho ta hay không thì còn tùy thuộc vào sự nghiệp ta đóng góp cho đời.
có những người đang còn sống mà đời mong cho họ chết để được cười hay sẽ phỉ nhổ khi nghe tin họ chết. Tự nguyện sống cuộc đời lý tưởng là việc dễ, nhưng thực hiện cho được lý tưởng mới là chuyện khó. Người Phật tử may mắn nương theo ánh đạo để thực hành lý tưởng tự giác, giác tha. Đến như một đoàn viên gia đình Phật tử thì lý tưởng ấy bình dị hóa qua châm ngôn bi trí dũng. Nhưng châm ngôn ấy là thực tưởng tàng chung. Người bạn trẻ còn phải hình ngoại châm ngôn ấy. Đó là lý do hình thành các điều luật. Cũng như quá trình phát triển chung, từ buổi manh nha cho tới hiện tại luật cũng có cải tiến cho phù hợp với lịch trình tiến hóa của tổ chức. Khi đoàn Phật học Đức Dục ra đời, gia đình Phật Hóa Phổ đã có 10 điều luật nói rõ định hướng quy y Tam Bảo, tự luyện tự tu và kết thúc bằng câu, Phật tử làm tròn bổn phận. 10 điều luật ấy rất đầy đủ nhưng không phù hợp với tổ chức thanh thiếu nhi. Thế nên, Đại hội Gia đình Phật tử Toàn quốc năm 1952 đã sửa đổi. Luật của huynh trưởng và trưởng thiếu niên nam nữ. Một Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện. Hai Phật tử mở rộng lòng thương và tôn trọng sự sống. Ba Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. Bốn Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Năm Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Đọc qua năm điều luật trên, hắn ngay cũng nhận thấy rất phù hợp với lý tưởng Phật hóa và châm ngôn bi trí dũng. Vào luật của đồng niên nam nữ. Một em tưởng nhớ Phật. Hai em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Ba em thương người và vật. Những luật ấy không phải là những tiêu chuẩn có công năng duy trì một thứ trật tự giả tạo ở bên ngoài mà chính là những quy luật tinh thần tất yếu và phổ quát. Tất yếu vì không một đoàn viên nào có quyền sao lãng việc khắc ghi và thể hiện, phổ quát vì mọi đoàn viên đều phải tuân theo không phân biệt già trẻ trai gái. Đoàn viên gia đình Phật tử có thể là em bé từ 7 tuổi cho tới ông già 70, miễn rằng có tinh thần vì đạo, vì đời và vì trẻ. Khác với các luật khắt khe của luân lý, luật gia đình Phật tử đã dựa trên một nền tảng tín ngưỡng vững chắc chứ không phải do sự ràng buộc của xã hội. Trong một thời đại mà con người chỉ biết sợ hãi uy quyền và sẵn sàng dối mình dối người. Luật gia đình Phật tử đã tạo ra những nút dây tinh thần căn cứ vào lòng tin sâu xa vào giáo lý và một tính tự giác rất vững chắc. Khi nói tới luật bao giờ người ta cũng liên tưởng tới sự thưởng phạt của xã hội, dư luận hay lương tâm. Nhưng thật ra, rất nhiều triết gia đã chứng minh rằng lương tâm không phải lúc nào cũng có đủ khả năng tất yếu để buộc con người hướng thiện một khi nó đã không dựa trên một nền tảng siêu hình vững chắc. Nhất là trong lúc này, thay vì lương tâm cá nhân là tiếng nói phân biệt thiện ác, thì người ta lại dùng lương tâm của mình để buộc tội kẻ khác và tha thứ cho tội ác của mình. Khi mà luật pháp đôi khi trở thành công cụ của bảo quyền và dư luận chỉ là tổng hợp của những tâm trí vô minh thì lương tâm ấy, dư luận ấy, luật pháp ấy chỉ còn là những mối che đậy hay nguyên nhân của tội ác. Cho nên, nói tới luật gia đình Phật tử thì phải nói tới đức tự nguyện, tự giác. Có tự nguyện thì không ai bắt buộc người đoàn viên phải theo một cách cưỡng bức và mù quáng. Có tự giác vì chính người đoàn viên thấy rõ lẽ phải, có lợi ích cho việc tu tập mà tuân theo. Hơn nữa, sự thưởng phạt tinh thần ở đây cũng không ngoài ý nghĩa sám hối. Để tâm niệm cho những phương thế thực hiện lý tưởng ấy, người đoàn viên gia đình Phật tử phải cố gắng ứng dụng luật vào ý nghĩ, lời nói và việc làm. Sau châm ngôn, luật là những thể thức có thay đổi cho phù hợp với lịch sử tiệm tiến của gia đình Phật tử còn cần phải biết tới những hình thức cố định biểu thị đường lối chính đáng và tiêu chuẩn giáo dục sáng suốt mà những người sáng lập tổ chức đã quan niệm đúng từ phút đầu. Nếu các đại hội huynh trưởng toàn quốc 1952, 1957, 1961, 1964 đã luôn luôn cố gắng cải tiến nội quy, châm ngôn, luật thì có những thực thể tinh thần vẫn được duy trì chung thủy đủ bảo đảm cho nhất trí tính của gia đình Phật tử. Đó là màu áo lam, hoa sen trắng, khẩu hiệu tinh tấn và bài ca chính thức. Màu áo lam phát xuất từ miền Trung cằn cỗi về địa thế, thiên nhiên nhưng sung mãn về tinh thần, màu áo lam biểu thị đạo hạnh của gia đình Phật tử.
Về giáo lý, màu áo lam là màu phát xuất đi vào đạo Chư Tăng khi còn ở điệu mặc áo Nhật Bình màu lam. Thọ giới tỳ kheo màu nâu và khoác y vàng. Tùy theo cấp bậc cũ, tỳ kheo trụ trì, hòa thượng, tăng cang, số, điều, được lần lượt tăng thêm. Hình thức cũ của sơn môn tăng già. Ngày nay, trong hệ thống mới, Chư Tăng không chú trọng tới điều ấy thật cũng đáng tiếc. Màu lam là màu của sự kiên nhẫn, hiền hòa, màu của bi trí dũng. Về giáo dục, là một tổ chức thanh niên, màu lam dễ hòa đồng với nội cỏ, non ngàn. Hình ảnh một thanh niên áo lam, quần xanh đứng giữa khoảng rừng, giữa trại đã dung nhiếp vào sự vật. Màu xanh của lá cây, màu đất, màu trời hòa hợp với màu lam tạo nên một sự dung hợp của con người triền phược với thiên nhiên vô ngã. Suy rộng ra, màu lam là khởi điểm cho sự hòa đồng của tiểu ngã, vào, đại ngã, vào, bản thể chân như. Về thực dụng, màu lam thích hợp với sinh hoạt thanh niên, trại, đi đường, công tác xã hội v.v. Màu lam phản ứng đậm với màu sắc lòe loẹt rất dễ bẩn vì bụi đời của y phục thế gian. Ở miền Bắc, người ta thường dùng màu để chịu tang, nhưng thành kiến ấy đã dứt bỏ. Bỏ được thành kiến ấy là đã hiểu được phần nào ý nghĩa của sự chết tạo ra sự sống. Hoa sen trắng. Huy hiệu của gia đình Phật tử là hoa sen trắng tám cánh, ba cánh dưới tượng trưng cho Tam Bảo, nói rõ thiện nguyện của đoàn viên gia đình Phật tử là quy y Phật lìa xa ảo ảnh trở về nương theo con đường giác ngộ của Đức Phật, quy y Pháp phát nguyện nương nhờ giáo lý tự giác giác tha quy y tăng thờ kính chư vị truyền Pháp, truyền giới. Năm cánh trên tượng trưng cho năm đức tính căn bản, tinh tấn, từ bi, trí tuệ, thanh tịnh và hỷ xả. Có tinh tấn mới, tự cường bất túc, từng phút từng giây. Có từ bi mới tỏa ánh sáng của tình thương lên vạn vật. Có trí tuệ mới thoát ly mê tín, dị đoan. Có thanh tịnh mới giữ được thân, khẩu, ý trong sạch, ngay thẳng. Có hỷ xả mới dứt bỏ phiền não, tu chứng bồ đề. Ngày nay, huy hiệu hoa sen đã trở thành biểu hiệu của nhiều đoàn thể thanh niên Phật giáo. Nhưng chỉ có hoa sen trắng trên nền xanh, lục mới đúng là huy hiệu của gia đình Phật tử. Bài ca chính thức là tiếng nói của châm ngôn bi trí dũng, của luật, của khẩu hiệu tinh tấn, của huy hiệu hoa sen và của màu lam đạo vị. Bài ca chính thức của gia đình Phật tử mang những lời vàng ngọc sau đây. Kìa xem đóa sen trắng thơm. Nhìn hào quang. Chiếu sáng trên bùn. Hình dung bổn sư chúng ta. Lòng từ bi, trí giác vô cùng. Chúng ta nguyện. Một già theo Phật. Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết. Đến bao giờ được tài sen ngát. Tỏa hương thơm từ bi tận cùng. Nguyện cầu, lời ca của tâm hồn tự giác ấy sẽ dâng lên mãi giữa rừng đời, vượt ra ngoài rừng người áo lam, bàng bạc khắp không gian. Bao trùm trên vạn vật để đi vào tiếng chuông ngân, tiếng kinh cầu của nhân loại. Tiếng ca ấy, màu lam ấy sẽ tạo nên một ấn tượng lung linh muôn âm điệu, khai phóng mọi hào quang đồng vọng mãi trong tâm hồn dân tộc, nhân loại để cùng nhau hướng về nơi giải thoát. Chương trình tu học. Với mục đích giáo dục, gia đình Phật tử dù có tiến nhanh tiến chậm nhưng mỗi sáng kiến hay cải cách đều rất thận trọng. Nhằm cứu cánh giác ngộ. Chương trình tu học thỏa mãn yêu cầu tự giác để giác tha. Nói tới giáo dục phải nghĩ tới. Một đường lối giáo dục. Một chương trình phù hợp. Một phương pháp hữu hiệu. Sinh trong tình cảnh nước mất nhà tan, sống giữa cảnh lạc hậu về kỹ thuật, lịch sử giáo dục nước nhà từ 20 năm nay như chiếc xe đang đổ dồn xuống dốc trụy lạc với một tốc độ kinh người. Kẻ có tâm huyết nhìn theo thở dài, người có manh tâm nhảy theo lợi dụng. Những sự trầm vá của các cá nhân nhà giáo từ suốt các chế độ qua đã không ngăn nổi hiện tượng sa đọa. Tại sao vậy? Nguyên nhân không ngoài những tâm lý ỷ lại, vọng ngoại, vụ lợi. Gia đình Phật tử là một tổ chức tôn giáo chỉ có hai bàn tay trắng và một khối óc, một lòng tin đã kiên nhẫn theo đuổi công việc mình. Trên đường đi tới, số người bỏ cuộc không phải ít. Cảnh chiến tranh liên tiếp đã cướp của gia đình Phật tử quá nhiều cán bộ. Vấn đề nhân sự đôi khi trở nên nguy ngập. Tuy vậy, nếu quá khứ đã bảo đảm cho hiện tại thì ta cũng có quyền nhìn vào hiện tại mà tin ở tương lai. Nhất là,
Với nhu cầu lịch sử, đạo Phật đang đi vào cuộc đời, các nhà lãnh đạo tinh thần đang nghĩ tới việc hiện đại hóa Phật giáo, thì trong lĩnh vực dạy trẻ, gia đình Phật tử cũng cần xét tới vấn đề đưa đạo Phật vào tuổi trẻ. Chương trình tu học của gia đình Phật tử phải giữ vững cương lĩnh đó, một cương lĩnh có thể trái ngược với một vài xu hướng lẻ tẻ hiện tại. Đường lối tu học phải phá đổ các sức mạnh thần quyền đang khống chế con người bằng mê tín dị đoan, phải tiêu diệt các tâm lý vọng ngoại, vong bản, lai căng và tiếp nhận mọi khai hóa tốt đẹp của nhân loại. Sức mạnh tinh thần của gia đình Phật tử phải đủ sức sống lôi cuốn bọn vọng ngoại quay về dân tộc, cảnh tỉnh người hướng ngoại phục hồi ánh sáng tự tâm. Phát khởi từ ý niệm đó, biên giả sẽ bàn đến từ thấp tới cao, từ dễ tới khó các yếu tính trong chương trình tu học của gia đình Phật tử. Một nền tảng giáo dục chân chính phải đặt trên căn bản lý thuyết vững vàng. Gia đình Phật tử được thiện duyên quy y Tam Bảo với một rừng bể học thuyết, chăng sao chân lý. Xưa nay, tư tưởng và hành động nhân loại dù có phân hóa muôn mặt, muôn màu nhưng chung quy không thoát ra hai tiếng chi và hành. Tây phương có triết học, đông phương có đạo học. Trước kia, triết học là biết để mà biết, chi nên đã có sự ly khai với khoa học, kỹ thuật hành. Khoa học lại mâu thuẫn đậm với tôn giáo. Cổ thời, tôn giáo đã ngăn trở và khống chế khoa học và biến triết học thành công cụ. Ngày nay khoa học sẽ tan dần màn vô minh của thần quyền. Thực trạng thê thảm của Tây phương hiện đại là sự phân hóa và xung khắc giữa ý thức hệ với học thuyết duy linh. Ở Đông phương, đạo học là biết để mà làm. Thế nên một nho sĩ tôn thờ Khổng giáo sẽ chịu chết cho tròn chữ chung, một tăng sĩ không thể sao lãng giới luật và một bậc cao sĩ đã nghiên cứu học thuyết xuất thế của lão trang tất lìa xa danh lợi, lùi về nơi gió mát trăng thanh, mượn thú cầm kỳ thi tửu để di dưỡng tâm thần. Cuối thế kỷ trước, làn gió kỹ thuật xô ngã nền tảng xã hội vị luân lý của Đông Phương chỉ mới tiếp nhận kỹ thuật chứ chưa hẳn đã thấm nhuần tinh thần khoa học. Ánh đèn điện chiếu rọi vào tiềm thức Đông Phương tạo nên một cảnh giao thời. Quan niệm xây dựng một nền giáo dục Phật giáo và dân tộc cần phân định rõ chi với hành. Danh từ tu học đã minh chứng được yếu tính, chi hành hợp nhất. Học giáo lý để đạt chân lý giác ngộ và hành để hoàn thành tự giác đối với tự thân, bản thể, giác tha đối với xã hội, nhân quần. Chỉ có sự dung hợp Đông Tây thành nhân loại tính và hiện đại hóa hệ thống tư tưởng cổ nhân một cách hợp lý mới mong gạt được những mâu thuẫn giữa cá nhân với xã hội, giữa nội tâm với ngoại cảnh để đạt được viên dung. Giáo dục dân tộc quan yếu ở tu học. Từ ý niệm sơ khởi đó gia đình Phật tử sẽ giải đáp dần từ dễ tới khó, từ thấp lên cao về đối tượng và phương pháp. Mục đích đã ghi rõ trong nội quy, đào tạo thanh thiếu nhi thành Phật tử chân chính để góp phần xây dựng xã hội. Phân tích câu trên có hai phần rõ rệt. Giáo dục thanh, thiếu, nhi. Đào tạo trẻ thành Phật tử chân chính. Phân tích đối tượng. Đối tượng chính của giáo dục gia đình Phật tử là trẻ. Trẻ là một con người có đủ ba yếu tố, thân, tâm, trí. Nhưng mỗi lớp tuổi có sắc thái riêng, cho nên cần phải phân biệt rõ. Những yếu tố chủ quan. Đối với thanh niên, đến 22 tuổi, thân, đã phát triển toàn vẹn nên dễ bị lôi cuốn theo dục vọng tình cảm. Mang sẵn tâm sự u hoài nên dễ bị chi phối bởi ảnh hưởng khách quan như thời thế loạn ly, tình yêu vơ vẩn, sầu não vô cớ, ham mê vật chất. Tâm, tình cảm dồi dào dễ sinh ra mơ mộng, thích lý tưởng, biết yêu cái đẹp, thích sự thật phũ phàng, dễ sinh ra bi quan yếm thế, chán trường quá khứ, bi quan hiện tại, vô vọng ở tương lai. Chí, thích học hỏi nhưng lại tự cao. Coi thường những gì của đàn anh để lại. Hiếu kỳ, mạo hiểm. Chỉ tin mình, không tin những điều không thể chứng minh. Đối với thiếu niên, đến 17 tuổi. Thân, chưa phát triển hoặc đang trong thời kỳ nảy nở. Tuổi dậy thì, những thay đổi về sinh lý đưa tới khủng hoảng tâm lý. Thích ăn diện, thích trò chơi mạnh kể cả phái nữ. Sức chịu đựng bền bỉ. Tâm, tình cảm trong trắng. Mê tiểu thuyết, yêu hay ghét đều quá đáng. Dễ đam mê, nhiều sáng kiến. Phái nữ có nhiều thắc mắc về tình cảm, thân phận.
trí, đang độ phát triển, thích cái lý, độc đoán, muốn làm chủ kẻ khác trong khi lại sẵn sàng chịu chỉ huy. Ham học, hiếu kỳ, phiêu lưu, muốn làm người lớn. Đối với nhi đồng đến 12 tuổi, thân, yếu đuối, tâm, ngây thơ, nhiều tưởng tượng, thích được khen, trí, chưa biết suy nghĩ, hoàn toàn lệ thuộc tình cảm. Đó là những ưu khuyết điểm khái quát về ba lớp tuổi trên, cần phải có ba lối giáo dục riêng trước khi đưa vào đường lối chung. Phương pháp. Ngoài những nguyên tắc sư phạm căn bản giúp cho sự sinh tồn của trẻ, đoàn sinh Phật tử phải được giáo dục theo đúng tinh thần bi trí dũng, dựa vào hệ thống tổ chức châm ngôn, luật. Phương diện tình cảm tâm phải hướng theo lòng từ bi. Giải tỏa tình cảm mềm yếu thành tình yêu cao thượng. Luyện bằng các bài tâm lý, các câu chuyện thật, những mẫu chuyện đạo, những việc làm trước mắt. Không nhất thiết phải là việc tốt mà phải nói đúng những tật xấu tai hại. Đối với thanh niên không nên có giọng dạy khôn mà phải kích động tâm lý. Đối với thiếu nhi tránh những chuyện xấu có thể làm hoen ố tâm hồn. Tuổi này chưa phân biệt nổi những tình cảm trong sạch hay xấu xa. Đối với nhi đồng nên tỏ ra yêu thương chúng thành thật. Phương diện thể lý thân, đừng hiểu nhầm thân là thân thể. Đây là toàn bộ dinh dưỡng của cá nhân. Dù đạo Phật ca tụng khổ hạnh, nhưng ngoài những bậc xuất chúng, sức mạnh tinh thần của thanh thiếu nhi lệ thuộc phần lớn vào khả năng dinh dưỡng. Đa số trẻ thường đòi hỏi một thân thể tráng kiện thì mới có sức chịu đựng dẻo dai, có tinh thần phấn khởi. Đừng bắt trẻ lao nhọc quá sức. Tất cả những hoạt động nào vượt ra ngoài mục đích trau dồi sức mạnh tinh thần sức chịu đựng bền bỉ đều không thể áp dụng cho thiếu nhi. Chính vì điểm này mà những huynh trưởng đứng đắn không bao giờ cho các em theo lễ nghi, đưa đón đám ma, tụng niệm kéo dài hàng ngày, hàng giờ của các bậc phụ huynh trong các tổ chức người lớn. Làm thế là ta đã bóp chết những mầm non chưa đủ sức, là gieo vào đầu của các em những ấn tượng cằn cỗi về đạo cũng như đời. Phương diện trí tuệ trí, gia đình Phật tử ngoài việc đào luyện thân tâm còn chú trọng đặc biệt tới trí tuệ. Tinh thần đoàn sinh phải đúng là chân tinh thần Phật giáo. Giáo dục của đời có thể giúp con người thấy một phần chân lý, nhưng chỉ có chân lý đạo Phật mới giải đáp trọn vẹn về thân phận con người. Chân lý trong khoa học chỉ phù hợp với hiện tại, chân lý trong triết học chỉ giải quyết được những thắc mắc mà không giải nổi những hoài nghi. Nói như thế không phải là vô căn cứ. Môn Phật Pháp có thừa tài liệu và lý luận để biện giải điều này. Tuy nhiên môn Phật Pháp trong gia đình Phật tử không thể theo khuôn sáo cũ, nghĩa là cho nghe thuyết Pháp như người lớn mà phải là một tổng hợp giản dị, hợp lý. Hãy tập cho trẻ nhìn Phật Pháp qua con mắt triết học và tập cho trẻ chứng minh Phật Pháp bằng những phát minh khoa học, những kinh nghiệm về đời. Có như thế trẻ học Phật mới khỏi xa vào con đường mê tín, phản khoa học, phản tiến hóa của bọn tà thuyết, quá khích. Như vậy những bài giảng cho thanh niên phải thiên về lý luận, thiếu niên phải thiên về tình cảm, nhi đồng phải là những mẩu chuyện, những ví dụ cụ thể, khiêu gợi trí tưởng tượng. Tạo tinh thần đạo cần hơn căn bản giáo lý thuần trí thức. Những yếu tố khách quan. Những hệ luận trên mới chỉ đề cập tới những yếu tố cá nhân, chủ quan tự tại. Nhưng mục đích giáo dục của gia đình Phật tử không phải chỉ đơn giản cá nhân mà phải đặt cá nhân vào trong giáo dục đoàn thể. Trong đoàn thể, trong xã hội, trong thời đại con người, dù là thanh, thiếu nhi cũng không thoát khỏi sự chi phối của các yếu tố khách quan. Do đó một nền giáo dục toàn diện như gia đình Phật tử tất phải đề cập tới vị trí xã hội của đoàn sinh trong đoàn thể. Đoàn sinh Phật tử trong thời đại. Thời này loạn. Từ kỷ cương tới tổ chức, từ chính trị tới xã hội, từ quốc gia tới nhân loại đều hỗn độn. Những chứng cớ một thời đại say máu, vũ khí, trụy lạc, cường quyền, bạo lực, man trá, thủ đoạn cộng thêm bốn cố bệnh của nhân loại, đói rét, bệnh tật, rốt nát, nghi ngờ là một thực trạng đón chờ trẻ bước vào đời. Là con người trong lứa tuổi của lý tưởng, tưởng tượng tất họ phải chịu khủng hoảng khi đối chiếu nội tâm với ngoại cảnh xấu xa. Gia nhập gia đình Phật tử là triệu chứng tốt về tâm lý chán ghét, thế tục và thú nhận lòng khao khát muốn được giáo dục.
gia đình Phật tử sẽ có đủ khả năng để đánh tan những u hoài đè nặng tâm hồn, những thắc mắc của con người thiếu đức tin. Lẽ sống sẽ được giải bày trong không khí tập thể, đoàn sinh Phật tử trong xã hội. Đơn vị nhỏ nhất trong xã hội là gia đình của trẻ. Nhưng có nhiều gia đình không có đủ điều kiện giáo dục trẻ. Gia đình Phật tử đáp ứng nhu cầu tinh thần ấy. Học đường đang ở trong cơn khủng hoảng trầm trọng. Gia đình Phật tử đáp ứng phần nào sự đòi hỏi của một chương trình giáo dục thích hợp với trẻ. Xã hội bày ra lắm cảnh trơ trẽn, vô luân. Gia đình Phật tử giải thoát các em ra khỏi không khí xô bồ trụy lạc ấy. Biện pháp tốt đẹp nhất không phải là ngồi giảng đạo đức mà tập cho các em hoạt động xã hội. Một xã hội nghèo khổ, chết chóc, bệnh tật vì chiến tranh, tham nhũng rất cần tới bàn tay xây dựng của thanh niên. Chỉ có con đường trợ tha mới có thể giúp cho thanh niên giác ngộ được. Phật tử phải ý thức bổn phận với tự thân, gia đình, đoàn thể, tổ quốc và tôn giáo. Chỉ có công tác xã hội mới là phương tiện hữu hiệu giúp cá nhân xa lìa tính nhỏ nhen, ích kỷ để trở thành trong sạch vị tha, cao thượng. Tập cho trẻ biết tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của kẻ khác, để cho xã hội lôi cuốn vào đường xấu là tự mình hủy bỏ tự do, phủ nhận giá trị làm người. Phải chấp nhận việc khó và khắc phục cho bằng được. Đoàn sinh trong tổ chức gia đình Phật tử là một tổ chức có lý tưởng, có huấn luyện, có kỷ luật, có quá trình hoạt động lâu dài qua nhiều cơn sóng gió, gia đình Phật tử phải là gia đình thứ hai sau gia tộc. Các anh chị trưởng, các bạn đoàn sinh, các em oanh vũ, từng ấy người đủ tạo một không khí hòa thuận, tin yêu, vui vẻ là những điều tốt lành rất hiếm ở đời. Tinh thần bi trí dũng là nguyên tắc chỉ đạo cho lý tưởng và hành động. Thanh thiếu nhi không còn lẻ loi cô độc, hăng hái chuẩn bị vào đời một cách hăm hở, vui vẻ. Nghe lời dạy của thầy, vâng lời anh chị trưởng, thực hiện Phật Pháp từng phút, từng giây trong đời, lo cứu trợ mọi người, nghĩ tới cơ nguy của Tổ quốc, tin vào đạo cả. Nếu thực hiện được chừng ấy thì cũng đã có muôn vàn ý nghĩa rồi. Trung thành với các tiêu chuẩn sơ đẳng ấy. Chương trình tu học của gia đình Phật tử không phải là sản phẩm của tưởng tượng mà chính là kết quả của nhiều năm tháng cố gắng cải tiến lý thuyết bằng hành động và hoàn thành các bài giảng dạy căn cứ vào thực tế. Đi sâu hơn vào vấn đề gia đình Phật tử ngoài việc chia ra các bậc. Mở mắt, cánh mềm, chân cứng, tung bay cho đồng niên, còn có. Hướng thiện, sơ thiện, trung thiện, chánh thiện cho thiếu niên và. Hòa. Trực cho nam nữ Phật tử. Chương trình lại còn phân chia ra hai ngành nam, nữ sinh hoạt riêng biệt nhằm thích ứng với các điều kiện khả hữu về nhân cách của thanh, thiếu nhi. Ngoài chương trình giảng dạy cho các em, mỗi một huynh trưởng còn phải theo học các lớp huấn luyện. Chương trình huấn luyện chia ra 4 cấp. Lộc Uyển cho huynh trưởng sơ cấp. A Dục cho đoàn trưởng. Vạn Hạnh cho cấp liên đoàn trưởng. Huyền Trang cho cấp lãnh đạo tỉnh. Ngoài việc hoạch định chương trình tu học, ban tu thư còn soạn thảo đầy đủ các tài liệu học tập về các môn, Phật Pháp, hoạt động thanh niên xã hội, văn nghệ, nữ công gia tránh hợp với trình độ của các cấp bậc, các ngành thanh thiếu nhi nam nữ, các trại huấn luyện. Các tài liệu ấy không phải là tác phẩm của cá nhân mà đều đã được Đại hội Huynh trưởng Toàn quốc chấp thuận và áp dụng.